Chào các quý đồng nghiệp đang theo dõi chương trình đào tạo CME trực tuyến của Trung tâm Đào tạo Nhân lực phối hợp với sự đồng hành của công ty Boehringer. Thì chủ đề hôm nay của chúng ta nói về hạ đường huyết trên bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2. Thì như quý anh chị đồng nghiệp đã biết thì hạ đường huyết là một cái vấn đề mà khi mà bác sĩ điều trị đái tháo đường chúng ta sẽ gặp hàng ngày trong thực hành lâm sàng. Và hạ đường huyết cũng là một trong những cái rào cản khiến cho bệnh nhân e ngại điều trị. Thì làm thế nào để chúng ta cân bằng được giữa cái nguy cơ hạ đường huyết và cái mục tiêu để đạt được cái đường huyết tích cực cho bệnh nhân? Thì dựa vào cái chương trình hôm nay với sự báo cáo của các báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị đái tháo đường là cô thạc sĩ Lại Thị Phương Quỳnh, giảng viên bộ môn nội tiết Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, và anh tiến sĩ Trần Minh Triết, hiện là bác sĩ ở khoa nội tiết Bệnh viện Đại học Y Dược Hồ Chí Minh, thì sẽ lần lượt điểm qua những cái vấn đề cần lưu ý trong cái chuyên đề hạ đường huyết. Thì đầu tiên thì để mà có thể đạt được cái CME thì các anh chị sẽ phải tham dự thời lượng tối thiểu là 80% chương trình, và cuối chương trình chúng ta sẽ có một bài post test. Thì để mở đầu cái chương trình báo cáo hôm nay thì xin trân trọng giới thiệu cô Lại Thị Phương Quỳnh sẽ báo cáo bài đầu tiên với chuyên đề là thực trạng hạ đường huyết trong điều trị bệnh lý đái tháo đường tiếp 2. Dạ, xin đứng kính mời cô ạ. Dạ, xin kính lời đầu tiên xin kính chào và kính chào tất cả các anh chị thầy cô đang tham dự cái buổi chuyên đề hôm nay về gánh nặng hạ đường huyết trong quản lý đái tháo đường tiếp 2. Thì để mở đầu cái chương trình của cái bài nói hôm nay, tôi xin trình bày cái bài về thực trạng của hạ đường huyết trên bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2. Phần nội dung trình bày của tôi gồm có 4 phần. Phần thứ nhất là về phân loại hạ đường huyết và tình hình dịch tễ của tình trạng hạ đường huyết hiện nay như thế nào. Phần thứ hai là nhấn mạnh các yếu tố nguy cơ hạ đường huyết để cho các bác sĩ nhận định nhóm bệnh nhân nào là nhóm bệnh nhân chúng ta cần chú ý khi chúng ta điều trị để làm giảm cái nguy cơ hạ đường huyết. Phần thứ ba là nói về tác hại khi bệnh nhân bị hạ đường huyết. Và phần thứ tư là phần kết luận. Vậy thì để phần thứ nhất phân loại hạ đường huyết, thì theo cái bảng phân loại mà trước đây từ trước giờ chúng ta sử dụng thì chúng ta có như cái màn hình các anh chị có là theo Hoa Kỳ năm của ADA năm 2005, thì ở đây người ta phân ra làm 5 cái nhóm bệnh nhân hạ đường huyết. Ở trong đó có nhóm hạ đường huyết nặng, nhóm hạ đường huyết không có triệu chứng, nhóm hạ đường huyết có triệu chứng nhưng không có hạ đường huyết, gọi là giả hạ đường huyết, và những cái nhóm có thể có những triệu chứng tương tự như hạ đường huyết nhưng mà cần không có cái xét nghiệm đường huyết đi kèm. Thứ hai là có cái phân loại của Canada năm 2013, thì ở đây người ta phân ra 3 mức độ hạ đường huyết là nhẹ, vừa và nặng. Thì cái này người ta dựa theo mức đường huyết cũng như là những cái triệu chứng thần kinh giao cảm kèm theo, hoặc là bệnh nhân cần phải có sự hỗ trợ, hoặc là có hôn mê thì người ta coi như là nặng. Cái gần đây nhất là chúng ta có cái phân loại của ADA năm 2017. Thì cái này là một cái để cho chúng ta thực hành lâm sàng, tức là chia ra làm 3 mức hạ đường huyết. Một là level 1, mức độ 2 và mức độ 3. Mức độ 1 là chúng ta coi như khi bệnh nhân có cái đường huyết đo được dưới 70mg hoặc là bằng 70mg trên decilit, thì đây là cái báo động hạ đường huyết. Và trong giai đoạn này thì chúng ta phải có cái phản xạ cho bệnh nhân uống đường hoặc là ngăn ngừa cái tình trạng nặng hơn của hạ đường huyết. Cái level 2 tức là cái mức độ 2 thì người ta coi như là có hạ đường huyết trên lâm sàng. Thì trong trường hợp này là bệnh nhân có đường huyết đo được dưới 54 và nó có nguy cơ là diễn tiến nặng, và chúng ta có thể có những cái điều trị để chúng ta tích cực hơn đối với cái hạ đường huyết. Và cái trường hợp thứ ba là coi như hạ đường huyết nặng hay là cái level 3, thì bệnh nhân ở trong giai đoạn này là bệnh nhân có hôn mê, có rối loạn tri giác, hoặc bệnh nhân cần sự hỗ trợ của người ngoài để chúng ta làm cho nó qua cái cơn hạ đường huyết này, thì coi như là đây là mức độ đường hạ đường huyết nặng và người ta không có lấy cái dấu chứng đo, nhưng thông thường là dưới 54 thì chúng ta coi như là bệnh nhân ở cái level 3 và có thêm triệu chứng hôn mê hoặc là bệnh nhân cần cái sự trợ giúp từ bên ngoài. Vậy thì ở đây là người ta thấy cái bảng 2017 người ta có 3 mức độ 1, 2, 3 để cho các anh chị trong thực hành. Và nếu mà ở mức độ 1 thì các anh chị phải có hành động báo động, coi như là chúng ta phải phòng ngừa để diễn tiến nặng hơn của hạ đường huyết. Nếu mà ở cái mức độ 2 thì các anh chị phải điều trị tích cực cho bệnh nhân, và ở mức độ 3 là bệnh nhân rất nặng có thể phải nhập viện hoặc điều trị tích cực. Và ở đây là các khuyến cáo về triệu chứng, tức là ở mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3 thì bệnh nhân có thể có những cái triệu chứng gì đó đi kèm trên lâm sàng. Và những cái hành động của bác sĩ thực hành trong cái điều trị của hạ đường huyết như thế nào. Ví dụ, nếu bệnh nhân ở cái mức độ 1 thì các anh chị bắt buộc phải cho uống đường. Ở mức độ 2 thì anh chị nếu cần có thể là phải truyền đường hoặc là những cái
chích cái glucagon nếu mà bệnh nhân có cái ống glucagon bên người, và mức độ 3 thì các anh chị bắt buộc là phải chích glucagon hoặc là truyền đường cho bệnh nhân và nhập viện. Và đây là cái biểu đồ cho các anh chị thấy rằng khi một bệnh nhân bắt đầu có hạ đường huyết thì cái thay đổi hormone như thế nào. Thì đầu tiên hết, khi đường huyết giảm xuống khoảng 70 thì chúng ta sẽ có ngưng tiết insulin và sau đó tăng dần cái glucagon. Và khi có tình trạng tăng glucagon thì nó sẽ làm cho cái đáp ứng đường huyết tăng lên. Nhưng nếu vẫn tiếp tục giảm thì chúng ta bắt đầu có tình trạng là tăng tiết adrenaline và những cái hormone khác như GH hoặc cortisol. Và khi có sự tăng tiết adrenaline thì các anh chị bắt đầu trên lâm sàng ghi nhận được bệnh nhân có những cái triệu chứng cường giao cảm. Và những cái triệu chứng này là những cái triệu chứng báo động hạ đường huyết. Và trên những bệnh nhân mà hạ đường huyết không có triệu chứng thì ở cái giai đoạn này, hoặc là bệnh nhân không có tiết được adrenaline, noradrenaline đủ, hoặc là bệnh nhân có nhiều cái cơn hạ đường huyết và những cái triệu chứng giao cảm này bị che lấp đi và bệnh nhân không được ghi nhận trên lâm sàng những cái triệu chứng này, và bệnh nhân đi thẳng vào cái giai đoạn kế tiếp, tức là bệnh nhân bắt đầu có trí rối loạn tri giác, lơ mơ dần, hôn mê và thành cái hạ đường huyết nặng. Vậy thì trên lâm sàng, rất nhiều nghiên cứu trên lâm sàng khi người ta theo dõi bệnh nhân bằng cái đo đường huyết liên tục thì người ta phát hiện rằng theo những nghiên cứu thì hầu hết 50% bệnh nhân đái tháo đường, hạ đường huyết mà chúng ta không phát hiện được trên lâm sàng vì bệnh nhân không có triệu chứng. Thì đây là một cái điều các anh chị nên lưu ý trong điều trị. Vì những cái triệu hạ đường huyết này nếu mà nó nhẹ thì có thể là bệnh nhân sẽ vượt qua, nhưng nếu mà nó diễn tiến nặng hoặc chúng ta vẫn tiếp tục tăng điều trị cho những bệnh nhân mà có cơn hạ đường huyết không có triệu chứng này thì sẽ dẫn đến những cái cơn hạ đường huyết nặng hoặc những cái biến chứng do hạ đường huyết, và đặc biệt có thể gây tử vong cho bệnh nhân, đặc biệt là cái hạ đường huyết trong đêm. Và cái hạ đường huyết này hiện nay người ta phát hiện được bằng cái phương pháp đo đường huyết liên tục. Thì ở đây các anh chị thấy rằng là trên lâm sàng khi chúng ta đo đường huyết liên tục thì có những thời điểm đường huyết hạ rất là thấp, dưới 70 hoặc thậm chí xuống tới 40-50. Nhưng trên lâm sàng bệnh nhân không có triệu chứng như trong cái vòng đỏ này chúng ta thấy. Vậy thì một cái phương pháp giúp chúng ta phát hiện sớm cái hạ đường huyết không có triệu chứng là các anh chị cho bệnh nhân theo dõi đường huyết liên tục bằng các máy mà hiện giờ chúng ta có để phát hiện những cái cơn hạ đường huyết liên tục. Và đây cũng là một cái cách để chúng ta thay đổi và điều chỉnh cái chế độ ăn uống, tập luyện hoặc là thuốc men cho phù hợp để tránh những cái hạ đường huyết mà không nhận biết này. Về dịch tễ của hạ đường huyết thì các anh chị nhìn thấy cái theo dõi tại Mỹ từ năm 1999 tới 2010 thì con số bệnh nhân nhập viện hạ đường huyết, tức là cái đường mà các anh chị thấy cái màu xanh đây, thì cái này là con số nhập viện trên 10.000 người mỗi năm ở Mỹ. Thì các anh chị thấy từ năm 99 cho tới bây giờ hầu như con số nó dao động khoảng 600-700, cho tới năm 2010 nó vẫn là 612. Vậy thì chúng ta thấy rằng không có tình trạng cải thiện về cái tỷ lệ nhập do hạ đường huyết. Nhưng nếu các anh chị nhìn đây, các anh chị sẽ thấy rằng cái số lượng bệnh nhân nhập viện do tăng đường huyết nó có sự cải thiện rõ rệt, chứng tỏ là chúng ta kiểm soát đường huyết tốt, chúng ta sẽ giảm được cái tỷ lệ nhập viện do tăng đường huyết. Nhưng cái cải thiện điều trị tốt này nó không làm thay đổi cái tỷ lệ nhập viện do hạ đường huyết. Vậy thì đây là một cái vấn đề hiện tại vẫn là một cái khó khăn cho các bác sĩ nội khoa cũng như là nội tiết trong cái việc điều trị tích cực hạ đái tháo đường cho bệnh nhân. Về dịch tễ của hạ đường huyết trên thế giới thì các anh chị thấy người ta ghi nhận những cái tử vong, tỷ lệ tử vong cũng như là cái tử vong do hạ đường huyết tính trên 1.000 người bệnh nhân năm. Thì ở đây có những cái vùng mà các anh chị thấy màu xanh đậm như thế này, tức là con số tử vong trên 1.000 người là phải 10.7 cho tới dưới 35.8 trên 1.000 người năm, thì có khoảng 1% bệnh nhân đái tháo đường sẽ tử vong có liên quan tới hạ đường huyết. Và cái tính trên 1.000 người năm này, những cái vùng mà màu đỏ đậm các anh chị thấy ở đây thì đó là những cái nơi mà có thể tử vong khoảng 4 tới 11 người trên 1.000 người một năm. Thì đây là những con số mà cái tỷ lệ tử vong do hạ đường huyết còn tương đối cao. Và các anh chị cũng nhìn vô đây thì thấy rằng cái tỷ lệ tử vong hoặc là người ta gọi là cái trend hoặc cái khuynh hướng sắp tới dự đoán cho năm 2015 từ những cái số liệu từ năm 2000 tới 2014 ở trên thế giới thì nó khác nhau rất nhiều giữa các nước. Vậy cho thấy rằng là cái tỷ lệ tử vong do đái tháo đường ở trên thế giới thì nó thay đổi tùy theo cái chế độ điều trị của một số nước. Các anh chị thấy có một số nước mặc dù kinh tế rất phát triển nhưng cái số lượng bệnh nhân tử vong do hạ đường huyết vẫn tiếp tục gia tăng. Và một số nước thì cải thiện rất là tốt. Vậy thì để cho chúng ta thấy rằng là nếu mà thống kê thì trên toàn cầu hầu như là chúng ta chưa kiểm soát được cái tình trạng hạ đường huyết và cái tỷ lệ tử vong ở các nước. Đặc biệt là các anh chị thấy như hiện như đây ở Mỹ, các anh chị thấy rằng cái tỷ lệ tử vong dự đoán cho năm 2015 và đã thống kê thì cho thấy cái khuynh hướng nó vẫn tiếp tục gia tăng. Một cái nghiên cứu gần đây tại Hàn Quốc báo cáo cái tình trạng hạ đường huyết nặng phải nhập viện ở Hàn Quốc từ năm 2006 tới năm 2015. Thì các anh chị thấy cái số bệnh nhân nhập viện mỗi năm ở Hàn Quốc trên 1.000 người thì dao động từ 183 năm 2006 thì tới năm 2015 nó lên tới 388.
cho thấy rằng là cái số lượng bệnh nhân bị hạ đường huyết, số lượng bệnh nhân bị hạ đường huyết nhập viện tại Hàn Quốc vẫn tiếp tục gia tăng. Và các yếu tố người ta phân tích về yếu tố nguy cơ trên bệnh nhân hạ đường huyết chỉ riêng năm 2015 thì phân tích hồi quy đa biến cho thấy yếu tố nguy cơ nó có liên quan tới cao tuổi, có liên quan tới bệnh nhân có nhiều bệnh lý mạng tính đi kèm, và bệnh nhân uống 2 hoặc là 3 thứ thuốc hạ đường huyết thì cái nguy cơ hạ đường huyết nó sẽ tăng cao hơn so với những cái nhóm khác. Thì để cho chúng ta thấy rằng trên thế giới và đặc biệt là một cái nước tại châu Á gần chúng ta mà kinh tế phát triển thì cái số lượng bệnh nhân nhập viện do hạ đường huyết nặng vẫn tiếp tục gia tăng. Vậy thì qua cái dịch tễ này chúng ta thấy rằng hạ đường huyết là một cái vấn đề mà quan trọng mà chúng ta cần phải giải quyết và chúng ta phải làm sao để giải quyết tốt. Vậy thì để giải quyết tốt cái vấn đề hạ đường huyết nặng phải nhập viện thì chúng ta phải nhận định bệnh nhân nào là bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ hạ đường huyết. Vậy thì một bệnh nhân đái tháo đường có yếu tố nguy cơ hạ đường huyết, nhìn vô đây các anh chị sẽ thấy có 5 cái nó ảnh hưởng. Thứ nhất là đặc điểm của bệnh đái tháo đường. Thì đặc điểm bệnh đái tháo đường trong này là có thời gian mắc bệnh đái tháo đường, hoặc bệnh nhân có cái tình trạng hạ đường huyết không nhận biết, hoặc bệnh nhân có cái dao động đường huyết cao, hoặc cái kiểm soát đường huyết của bệnh nhân, hoặc là HB1C quá cao, hoặc HB1C quá thấp, hoặc là nó ảnh hưởng cho tới cái cảm giác bệnh nhân quá sợ hạ đường huyết hay quá sợ tăng đường huyết mà bệnh nhân có cái thay đổi điều trị theo cá nhân tự thay đổi và nó làm cho bệnh nhân có cái tình trạng hạ đường huyết gia tăng. Thứ hai là các anh chị thấy bệnh nhân có nhiều cái bệnh nền nội khoa khác phối hợp, ví dụ như bệnh nhân có bất thường ở lão khoa như sa sút trí tuệ, bệnh nhân yếu nằm tại chỗ, hoặc là nhiều cái bệnh lý tim mạch, bệnh lý thần kinh, hoặc là bệnh nhân có sa sút trí tuệ nhiều, thì tất cả những cái yếu tố bệnh lý kèm theo, đặc biệt là các anh chị thấy suy thận, suy gan, những cái bệnh đó nó cũng làm gia tăng hạ đường huyết. Hoặc là do thuốc thì các anh chị biết những cái nhóm thuốc mà kích thích tiết insulin chúng ta vẫn dùng, như insulin, sulfonylurea là những cái nhóm thuốc có nguy cơ rất cao làm cho bệnh nhân hạ đường huyết. Hoặc là bệnh nhân uống nhiều loại thuốc, cái chế độ điều trị phức tạp thì cũng là một cái góp phần làm cho bệnh nhân có nguy cơ hạ đường huyết. Một cái yếu tố khác là cái đặc điểm của bệnh nhân. Bệnh nhân không có người giúp đỡ, bệnh nhân ăn uống không có cẩn thận, bệnh nhân không có điều kiện kinh tế hoặc bảo hiểm y tế để bệnh nhân theo dõi hoặc là tái khám thường xuyên. Hoặc là bệnh nhân có những cái đặc điểm riêng, ví dụ như trong cái tháng chay Ramadan thì bệnh nhân phải nhịn đói do lễ, thì tất cả những cái yếu tố tôn giáo, yếu tố cá nhân này, kể cả yếu tố tài chính kinh tế, nó cũng góp phần làm cho bệnh nhân dễ có nguy cơ hạ đường huyết. Và cuối cùng là cái hệ thống y tế chúng ta chăm sóc như thế nào, bệnh nhân có hiểu biết, cung cấp cái kiến thức hoặc là cung cấp những cái phương tiện cho bệnh nhân để bệnh nhân theo dõi đường huyết, hoặc là có sự hỗ trợ cho bệnh nhân trong cái trường hợp mà bệnh nhân dùng thuốc hoặc là bất những cái thắc mắc về thuốc hay không, thì những cái này cũng là những cái giúp đỡ. Hoặc là nếu bệnh nhân có quá thiếu thốn với sự giúp đỡ và hỗ trợ của y tế thì bệnh nhân cũng có nhiều cái nguy cơ bị hạ đường huyết. Vậy thì cái hạ đường huyết do điều trị trong đái tháo đường tiếp 2 ở đây các anh chị sẽ thấy nó liên quan tới, một là do thuốc. Thì những cái nhóm thuốc ở phía trên này, insulin, sulfonylurea là những cái nhóm thuốc hạ đường huyết, nguy cơ hạ đường huyết cho bệnh nhân rất là cao. Cho nên là khi chúng ta sử dụng những cái nhóm thuốc này thì chỉ cần một cái thay đổi nhỏ trong ăn uống, hoặc là bệnh nhân tự tăng liều hoặc chúng ta tăng liều tích cực thì nó cũng làm tăng hạ đường huyết. Thứ hai là chúng ta thấy ở đây là cái HB1C quá cao hoặc quá thấp cũng là cái yếu tố nguy cơ làm cho bệnh nhân dễ bị hạ đường huyết cho điều trị. Và cuối cùng là do cái diễn tiến của bệnh lý, ví dụ như bệnh đái tháo đường tiếp 2 ngày càng kiểm soát kém, hoặc là đái tháo đường tiếp 1 lâu ngày điều trị liều cao insulin, thì tất cả những cái diễn tiến bệnh nó cũng là cái yếu tố nguy cơ làm cho bệnh nhân dễ hạ đường huyết cho điều trị. Vậy thì qua một cái nghiên cứu nhỏ tại một cái bệnh viện ở Tây Ban Nha thì các anh chị thấy rằng người ta tổng kết trên 149 biến cố nhập viện từ năm 2012 tới năm 2014. Thì các anh chị thấy khi người ta phân tích trên cái nhóm này thì người ta thấy rằng là 81,9% bệnh nhân này là đái tháo đường tiếp 2. Và người ta thấy cái nguyên nhân bệnh nhân vô viện mà có hạ đường huyết khi được điều trị là bệnh nhân dùng insulin đơn thuần, ở đây chiếm 73%. Và cái nhóm thứ hai các anh chị thấy cái nguyên nhân mà làm hạ đường huyết cao nhất đó là bệnh nhân sử dụng sulfonylurea mà nhóm Libenlamide là 15,6%. Vậy thì đây là hai nhóm thuốc, hồi nãy giờ chúng ta vẫn nhắc đi nhắc lại là hai cái nhóm thuốc này là hai nhóm thuốc làm hạ đường huyết nhiều nhất. Vậy thì cái hạ đường huyết do insulin theo một cái nghiên cứu tại Canada, người ta nghiên cứu quan sát 6 tháng hồi cứu và sau đó người ta cắt ngang ra, người ta làm 4 tháng tiến cứu theo dõi tiếp trên bệnh nhân đái tháo đường 18 tuổi, trên 18 tuổi được điều trị insulin. Thì ở đây các anh chị thấy rằng là khi người ta tính trên 1.000 bệnh nhân mỗi năm, tỷ lệ trên 1.000 năm, thì chúng ta thấy ở cái nhóm đái tháo đường tiếp 2, ở cái thời gian mà nghiên cứu, hồi cứu và cái thời gian tiến cứu, tức là người ta có can thiệp, người ta có theo dõi nhưng mà bệnh nhân có được theo dõi sát, thì cái tỷ lệ hạ đường huyết nó thấp hơn và người ta ghi nhận là khoảng 53.3 trên 1.000 bệnh nhân năm ở cái giai đoạn mà bệnh nhân quan sát hồi cứu.
Và cái tỷ lệ bệnh nhân có hạ đường huyết đêm thì cũng khoảng 22,7 trên 1.000 bệnh nhân năm ở cái nhóm đái tháo đường type 2, và hạ đường huyết nặng thì khoảng 2 trên 1.000 bệnh nhân năm. Thì so sánh cái bảng này, các anh chị thấy rằng là ở cái nhóm ba nhóm hạ đường huyết thì ở nhóm nào chúng ta cũng thấy rằng cái tỷ lệ mà điều trị hạ đường huyết ở nhóm đái tháo đường type 1 cao hơn rất nhiều đối với đái tháo đường type 2. Nhưng đái tháo đường type 2 cũng được ghi nhận hạ đường huyết cao khi được sử dụng insulin. Một cái nghiên cứu khác là cái nghiên cứu lớn trên 24 nước. Cái nghiên cứu cũng là nghiên cứu quan sát đa trung tâm. Và cái nghiên cứu này thì trên 27.585 bệnh nhân. Và trong cái nghiên cứu này thì có 18.518 bệnh nhân đái tháo đường type 2 được theo dõi. Thì các anh chị thấy rằng cái tỷ lệ hạ đường huyết chung do sử dụng insulin và hạ đường huyết đêm ở các nước thay đổi rất là khác nhau. Nhưng mà trung bình chung là khoảng 19.3 trên 1.000 bệnh nhân năm. Thì cái tỷ lệ cũng khoảng 2% bệnh nhân sử dụng insulin là có hạ đường huyết. Và ở đây tăng cao nhất là ở nước Nga, các anh chị thấy cái tỷ lệ cao nhất kể cả hạ đường huyết và hạ đường huyết đêm. Vậy thì chúng ta thấy rằng là đối với người đái tháo đường type 2 thì điều trị insulin là một trong những cái nguyên nhân hay là nguy cơ làm cho bệnh nhân tăng hạ đường huyết. Cái thứ hai là cái tổng kết với Symphony Neuro, thì đây là cũng là một cái phân tích gộp, người ta phân tích gộp các nghiên cứu. Người ta thấy rằng là cái nguy cơ hạ đường huyết ở bệnh nhân, cái tỷ lệ hạ đường huyết nặng khoảng 0,8% ở tất cả các nhóm Symphony Neuro, và có sự khác biệt rõ ở các nhóm Symphony Neuro với nhau về cái tỷ lệ hạ đường huyết. Còn hạ đường huyết chung hay là hạ đường huyết nhẹ ở trên bệnh nhân sử dụng Symphony Neuro chiếm khoảng 10%. Thì để cho các anh chị thấy rằng là khi các anh chị sử dụng Symphony Neuro thì bệnh nhân có nguy cơ hạ đường huyết nhẹ khoảng 10%, hạ đường huyết nặng khoảng 0,8%, và cái tỷ lệ hạ đường huyết khác nhau với các loại Symphony Neuro, do đó chúng ta cần lựa chọn. Đối với bệnh nhân bệnh thận mạng thì cái nghiên cứu chung tại Hội Thận Hoa Kỳ thì cho thấy rằng là ở trên bệnh nhân đái tháo đường thì bệnh nhân có 76% bệnh nhân ghi nhận hạ đường huyết khi theo dõi đường huyết liên tục ở dưới 70mg trên decilit. Và cái yếu tố nguy cơ mà làm cho bệnh nhân bệnh thận hạ đường huyết nhiều đó là bệnh nhân có cái A1C điều trị tích cực, tức là bệnh nhân có cái A1C thấp và bệnh nhân được điều trị với insulin. Thì đây cũng là một cái nhóm mà có nguy cơ rất là cao. Các anh chị thấy 76% bệnh nhân được ghi nhận có cái đường huyết dưới 70, tức là tỷ lệ hạ đường huyết rất là cao. Và có 39% là bệnh nhân có hạ đường huyết kéo dài, tức là bệnh nhân có tình trạng hạ đường huyết nhưng mà hạ đường huyết kéo dài và không có giải quyết. Một cái nghiên cứu khác khi người ta theo dõi trên bệnh nhân bệnh thận mạng và người ta đo đường huyết liên tục, thì các anh chị cũng thấy rằng cái tần suất xảy ra cao ở trong cái nhóm thời gian. Ở đây các anh chị thấy từ 1 giờ sáng tới khoảng 8 giờ sáng, tức là trong cái thời gian mà bệnh nhân đêm và đầu giờ ban ngày. Vậy thì nếu mà chúng ta điều trị cho một bệnh nhân bệnh thận mạng thì các anh chị nên nhớ rằng cái nguy cơ hạ đường huyết người ta ghi nhận cao nhất là trong đêm và sáng sớm. Vì vậy cho nên khi các anh chị điều chỉnh cái liều thuốc hoặc là chú ý cái chế độ ăn hoặc là đo cái đường huyết trước ngủ để chúng ta giảm những cái nguy cơ hạ đường huyết cho bệnh nhân thận mạng. Đối với lại bệnh nhân đái tháo đường type 2 thì một cái nghiên cứu khoảng 108 bệnh nhân đái tháo đường type 2 được điều trị bằng đo đường huyết liên tục. Thì người ta nhận biết rằng là ở những bệnh nhân mà đo đường huyết liên tục trên đái tháo đường type 2 này, người ta theo dõi thì thấy có 49% bệnh nhân có cơn hạ đường huyết mà không nhận biết được, phát hiện qua CGM. Thì cái này cũng tương đương như cái đầu bài chúng ta nói, đa số các nghiên cứu cho thấy khoảng 50% bệnh nhân sẽ có những cơn hạ đường huyết không ghi nhận được, và 50,9% bệnh nhân có cơn hạ đường huyết nhẹ. Và theo thuốc điều trị thì chúng ta thấy rằng là insulin là cái nhóm mà có nguy cơ hạ đường huyết cao nhất, chiếm 66% cái nguy cơ hạ đường huyết khi điều trị với insulin. Những cái thuốc mà nó gây ra hạ đường huyết thì cũng thấy rằng là ở cái nhóm mà bệnh nhân sử dụng nhiều cái nhóm thuốc hạ đường huyết hơn hai hạng huyết thì chiếm 43,4%, và 67% bệnh nhân này có A1C trên 7%. Vậy thì không phải chúng ta điều trị tích cực thì bệnh nhân mới hạ đường huyết, mà hạ đường huyết có thể xảy ra ở cả những bệnh nhân mà có cái HbA1c chưa kiểm soát được. Vậy thì hạ đường huyết nó có nguy hiểm như thế nào? Thì sang phần thứ ba chúng ta nói về tác hại của hạ đường huyết. Thì ở đây là cái bảng các anh chị sẽ thấy rằng là khi một bệnh nhân bị hạ đường huyết, nó có thể ảnh hưởng tới cái tình trạng tri giác, nó làm cho bệnh nhân lú lẫn, dễ té ngã. Và nếu nó kéo dài hoặc nó xảy ra nhiều lần thì có thể gây sa sút trí tuệ, có thể gây cho bệnh nhân có hôn mê, mất ý thức trong giai đoạn cấp, hoặc là gây cảm giác lâu ngày sợ hạ đường huyết, tức là bệnh nhân luôn luôn sợ hãi và bệnh nhân phải ăn để cho không bao giờ bị hạ đường huyết. Hoặc nó có thể ảnh hưởng lên cái tình trạng tâm thần, gây lo lắng, kích thích. Hoặc nó ảnh hưởng lên cái tình trạng viêm, nó làm tăng những cái đáp ứng viêm ở bệnh nhân và có nguy cơ nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái hệ miễn dịch của bệnh nhân. Đối với đông máu thì có thể làm tăng đông máu,
có thể ảnh hưởng tới tim, gây thiếu máu cơ tim, có thể gây loạn nhịp tim hoặc là tử vong tim mạch trong những cái đợt mà hạ đường huyết nặng không nhận biết, hoặc là tăng cái nguy cơ đột tử. Đối với việc kinh tế thì nó sẽ làm cho bệnh nhân phải nhập viện, nghỉ việc và giảm cái khả năng lao động, hay ảnh hưởng tới cái kinh tế của bệnh nhân. Hoặc là nó có thể gây ra những cái cảm giác như là bệnh nhân bị stress liên tục. Khi bệnh nhân bị những cái cơn hạ đường huyết thì nó có gây ra những cái đáp ứng stress liên tục. Vậy thì khi phân tích gộp một cái các nghiên cứu để cho thấy rằng hạ đường huyết có ảnh hưởng như thế nào với biến cố tim mạch ở bệnh nhân, thì người ta ghi nhận sau một cái cơn hạ đường huyết, theo dõi thời điểm 7 ngày, 15 ngày, 30 ngày, 60 ngày hoặc tối đa là tới 365 ngày, tức là 1 năm. Thì ở đây các anh chị thấy rằng là đối với lại hạ đường huyết thì nó sẽ làm tăng các biến cố tim mạch, cái MACE này lên 7,3 lần ở cái thời điểm dưới 7 ngày, tăng tử vong do tim mạch 9,6 lần ở cái thời điểm dưới 7 ngày, tăng tử vong không do tim mạch tới 15 lần ở thời điểm dưới 7 ngày, và tăng cái tử vong mọi nguyên nhân 11,8. Tức là nói chung rằng khi mà bệnh nhân có một cơn hạ đường huyết thì thời điểm dưới 7 ngày là cái thời điểm có nguy cơ cao nhất tăng các biến cố tim mạch cũng như tử vong do tim mạch hoặc tử vong do mọi nguyên nhân trên bệnh nhân bị hạ đường huyết. Và cái nguy cơ này nó sẽ giảm dần cho tới 365 ngày thì nó sẽ giảm thấp, chỉ còn gấp đôi thôi. Thì để cho các anh chị thấy rằng là một cái người hạ đường huyết thì không phải rằng là khi cái cơn hạ đường huyết chúng ta giải quyết xong là bệnh nhân ổn, mà nó vẫn còn có những cái nguy cơ kéo dài cho tới có thể là 1 năm sau, cái nguy cơ này vẫn còn gấp 2 lần so với người không có bị hạ đường huyết nặng. Vậy thì hạ đường huyết nó ảnh hưởng như thế nào? Ngoài cái biến cố tim mạch thì nó còn ảnh hưởng lên cái chất lượng cuộc sống. Khi người ta đánh giá cái hài lòng với điều trị ở trên hai cái nhóm bệnh nhân có hạ đường huyết và bệnh nhân chưa từng qua hạ đường huyết, thì cái phân tích gộp này cho thấy rằng là những bệnh nhân mà đã có hạ đường huyết, tức là cái màu trắng này, thì bệnh nhân có cái đánh giá về hài lòng với điều trị nó sẽ kém hơn là những bệnh nhân chưa có hạ đường huyết. Nhưng mà cái quan trọng người ta nhấn mạnh ở đây là cái cảm giác sợ bị hạ đường huyết lần nữa. Tức là khi người ta đã bị hạ đường huyết rồi thì khi người ta hỏi về cảm giác sợ hãi khi bị lại một cơn hạ đường huyết, thì ở đây các anh chị thấy rằng đối với những người đã bị hạ đường huyết thì cảm giác này tăng cao hơn rất nhiều so với những bệnh nhân mà chưa từng bị hạ đường huyết. Và đây là một cái ảnh hưởng rất nhiều tới cái điều trị, vì chính cái cảm giác sợ hạ đường huyết này nó sẽ gây ra cái thái độ của bệnh nhân không đúng trong cái điều trị, hoặc là cái thái độ với cái ăn uống hoặc là cái thuốc men mà bác sĩ chỉ định. Rồi một cái nghiên cứu khác, khi người ta nghiên cứu về những cái ảnh hưởng lớn của cái hạ đường huyết nặng trên cái chất lượng cuộc sống và tình trạng sợ hạ đường huyết của type 1 và type 2, thì ở đây chỉ phân tích trên nhóm type 2, thì quan sát này trên 2229 bệnh nhân đái tháo đường, người ta phân tích nhiều yếu tố. Thì trong đó cái màu đen là cái màu bệnh nhân đã từng có hạ đường huyết. Thì các anh chị thấy rằng là bệnh nhân có hạ đường huyết thì sẽ tăng cảm giác sợ hạ đường huyết, tăng những cái stress do hạ đường huyết, cũng như là tình trạng sức khỏe chung hoặc cái tình trạng tâm lý của bệnh nhân cũng kém hơn là ở những bệnh nhân chưa có hạ đường huyết. Hoặc là những bệnh nhân đã có những cái cơn hạ đường huyết nặng thì các anh chị thấy cái cảm giác sợ hạ đường huyết hay những cái stress này nó tăng cao hơn rất nhiều, và cái tình trạng tâm lý bệnh nhân cảm thấy dễ chịu hoặc là cái tình trạng sức khỏe chung của bệnh nhân thì kém hơn so với cái người chưa bị hạ đường huyết. Và cái nghiên cứu này cũng cho thấy rằng là khi bệnh nhân bị hạ đường huyết nặng thì nó cũng làm tăng stress do hạ đường huyết và tăng stress do cái trong cái nguy cơ trầm cảm hơn so với cái nhóm mà chưa có hạ đường huyết. Và những cái khác biệt này thì cho thấy có ý nghĩa thống kê. Tức là cái bệnh nhân bị hạ đường huyết thì sẽ tăng những cái rối loạn về tâm thần hoặc là những cái stress liên quan tới cái hạ đường huyết hơn là những bệnh nhân không có hạ đường huyết trên bệnh nhân đái tháo đường type 2. Và chính vì những cái thay đổi tâm thần tâm lý này thì qua cái nghiên cứu này người ta cũng thấy cái thái độ bệnh nhân đối với cái điều trị của bệnh nhân khi bệnh nhân bị hạ đường huyết, thì một là người ta sẽ ăn thêm, tự ăn thêm, các anh chị thấy tự ăn thêm 44%, 44,7% ở đây là bệnh nhân tự ăn thêm để tránh hạ đường huyết. Và đối với bệnh nhân đái tháo đường type 2 thì 21% sẽ tự bỏ tập thể dục, vì nói là tập thể dục như thế này thì tăng nguy cơ hạ đường huyết, cho nên bệnh nhân 21% bệnh nhân sẽ không tập thể dục. Còn đối với cái tình trạng mà chích insulin thì 36,7% bệnh nhân là tự ý giảm liều và 11,7% là tự bỏ đi một liều để tránh cho cái tình trạng hạ đường huyết. Và chính vì những cái thay đổi này nó sẽ dẫn tới cái đường huyết kiểm soát kém hơn, và bệnh nhân cứ ở trong cái mức như thế này thì bác sĩ sẽ không thể kiểm soát tốt đường huyết với cái thay đổi điều trị của bệnh nhân vì cái tình trạng sợ hạ đường huyết này. Cho nên khi các anh chị tư vấn cho một bệnh nhân mà hỏi về tiền căn hạ đường huyết, thì nếu phát hiện được cái sợ hạ đường huyết này thì các anh chị cũng nên có cái cách nói chuyện để cho bệnh nhân người ta có những thái độ đúng đắn, hoặc dùng đường huyết đo được để bệnh nhân điều chỉnh cái lối sống cho đúng. Và cái nghiên cứu phân tích ở tại Mỹ, người ta cũng cho thấy rằng là khi một bệnh nhân bị một cơn hạ đường huyết nặng thì nó sẽ tăng thêm cái chi phí có thể tới 2.806 euro
cho mỗi một cái biến cố hạ đường huyết khi bệnh nhân bị một lần hạ đường huyết nặng. Nó sẽ làm cho bệnh nhân mất cái ngày công và những cái điều trị trực tiếp của bệnh nhân hoặc gián tiếp của bệnh nhân sẽ gia tăng hơn so với những người không hạ đường huyết. Thì ở trên này các anh chị cũng thấy cái bảng trên này là cái tiêu tốn hàng năm cho bệnh nhân tăng thêm khi bệnh nhân có bị hạ đường huyết, thì con số nó từ 600 cho tới 1.500 đô mỗi năm khi bệnh nhân có hạ đường huyết mà phải nhập viện. Thì điều này cho thấy rằng hạ đường huyết nó là một cái làm tăng chi phí điều trị nằm viện và nó làm mất ngày công, mất công việc, cho nên cũng là một cái gián tiếp làm cho bệnh nhân bị tăng chi phí. Và một cái điều quan trọng nữa là ngoài cái chuyện hạ đường huyết nó ảnh hưởng trên bệnh nhân, nó còn có thể ảnh hưởng trên những người khác thông qua cái tai nạn giao thông. Thì cái khảo sát tại Mỹ năm 1998 tới 2010, người ta ghi nhận là 5.582 ca bệnh nhân nhập viện vì tai nạn giao thông có ghi nhận hạ đường huyết và 27.910 bệnh nhân đái tháo đường nhập viện vì giao thông không có hạ đường huyết. Vậy thì khi phân tích về cái biến cố hạ đường huyết thì người ta thấy rằng là ở những cái người mà nhập viện vì tai nạn giao thông thì cái nhóm dưới 65 tuổi lại có tỷ lệ cao hơn hẳn so với cái nhóm bệnh nhân trên 65 tuổi. Điều này chứng tỏ là có thể là những cái người đái tháo đường trẻ, người ta lái xe, người ta ẩu hơn là những cái người lớn tuổi, và cái tình trạng hạ đường huyết này nó làm cho cái nguy cơ nhập viện của những cái người trẻ bị đái tháo đường cao hơn. Và nhìn qua về cái nguy cơ đối với các biến cố về tai nạn giao thông, biến cố té ngã hoặc là tai nạn do mô tô, thì các anh chị thấy hầu như nó đều gia tăng nguy cơ có ý nghĩa thống kê khi bệnh nhân bị hạ đường huyết so với nhóm không có hạ đường huyết. Và từ những cái nghiên cứu này thì hầu hết trên các nước đều có cái luật riêng để cung cấp cái bằng lái cho những bệnh nhân đái tháo đường và liên quan tới cái mức độ hoặc là đánh giá về điều trị kiểm soát và hạ đường huyết cho những bệnh nhân mà là tài xế mà đi xin bằng lái. Vậy thì những bệnh nhân nào có nguy cơ cao thì tóm lại chúng ta thấy rằng là trên cái nhóm mà bệnh nhân công nhân mà làm lái xe buýt, xe taxi hoặc là những cái xe tải hoặc là những bệnh nhân làm những cái vận hành máy nặng hoặc là những bệnh nhân sống một mình, đặc biệt là người già và những người già mà có bệnh tim mạch, thì đây là những cái nhóm đối tượng tối thiểu mà chúng ta cần phải chú ý về giảm cái nguy cơ hạ đường huyết. Thì từ trước giờ các anh chị vẫn nói rằng khi chúng ta điều trị hạ đường huyết tích cực, ví dụ như trong nghiên cứu ADVANCE, nghiên cứu ACCOI, VADT v.v. thì nhóm tích cực tốt, tích cực giảm A1C thì luôn luôn có nguy cơ hạ đường huyết cao hơn. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao chúng ta kiểm soát tốt A1C theo mục tiêu nhưng mà không làm tăng hạ đường huyết? Vậy chúng ta làm sao chọn một cái phác đồ điều trị ít hạ đường huyết nhất, an toàn tim mạch và ít tác dụng phụ cho bệnh nhân? Và cái điều này ngày nay đối với những cái nhóm thuốc mới ít hạ đường huyết thì các anh chị sẽ dễ dàng đạt được cái mục tiêu với nguy cơ hạ đường huyết thấp nhất cho bệnh nhân. Để kết luận lại phần trình bày thì chúng ta thấy rằng hạ đường huyết nặng và tử vong do hạ đường huyết vẫn là một cái vấn đề tồn tại trong điều trị đái tháo đường type 2 hiện nay. Và hạ đường huyết nặng thì gây nhiều tác hại, yếu tố nguy cơ tử vong tim mạch, nguy cơ sa sút trí tuệ, tăng chi phí điều trị và giảm tuân thủ. Tránh cái nguy cơ hạ đường huyết thì bác sĩ cần chọn nhóm thuốc mới, các thuốc đã chứng minh có hiệu quả an toàn kiểm soát đường huyết với ít nguy cơ hạ đường huyết. Và CGM hay đo đường huyết liên tục là một cái tiến bộ trong phương pháp theo dõi đường huyết, giúp chúng ta giảm cái mức độ nặng tần suất hạ đường huyết trên các đối tượng nguy cơ cao hạ đường huyết. Và đồng thời song song với việc điều trị, các bác sĩ cũng cần giáo dục bệnh nhân về nguy cơ phòng ngừa hạ đường huyết là cần thiết cho bệnh nhân. Xin cảm ơn sự chú ý của các anh chị. Dạ, xin cảm ơn bài trình bày với nhiều kiến thức về hạ đường huyết của cô Quỳnh. Thì chúng ta đã biết rằng đái tháo đường hạ đường huyết sẽ gây ra nhiều cái biến cố bất lợi cho bệnh nhân. Vậy làm thế nào để chúng ta quản lý cái nguy cơ hạ đường huyết cho bệnh nhân đái tháo đường type 2? Thì tiếp theo đây xin mời bài trình bày của tiến sĩ bác sĩ Trần Minh Triết. Kính thưa quý thầy cô và các anh chị, tiếp theo phần trình bày của bác sĩ Quỳnh thì tôi xin trình bày cái đề tài liên quan đến quản lý tối ưu những cái nguy cơ hạ đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường type 2. Chương chính của bài này là chúng ta sẽ nói về những cái yếu tố nguy cơ và làm sao chúng ta quản lý những yếu tố nguy cơ đó và giảm thiểu cái nguy cơ hạ đường huyết cho bệnh nhân đái tháo đường type 2. Điều đó là cực kỳ quan trọng, và trong bài trình bày này nó sẽ có một số slide nó trình nó trùng với lại slide của bác sĩ Quỳnh, thì tôi sẽ lướt nhanh. Thì thứ nhất về định nghĩa thì tôi chỉ dùng một cái định nghĩa mới nhất của ADA thôi. Thì chúng ta biết là phân độ về cái nguy cơ, cái mức độ hạ đường huyết thì có mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3. Từ cái nhẹ nhất đó là glucose dưới 70mg/100 và nặng nhất tức là bệnh nhân có rối loạn tri giác và tỉnh. Về cái tần suất đái tháo đường thì tần suất hạ đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường thì bác sĩ Quỳnh đã trình rất là nhiều rồi. Thì tôi xin lướt qua thôi. Một cái nghiên cứu ở Canada chúng ta thấy cái tỷ lệ này khá là cao, đôi khi lên đến 65 và 83%, đặc biệt ở bệnh nhân đái tháo đường type 1.
Như vậy chúng ta không được chủ quan với lại cái nguy cơ hạ đường huyết, và chúng ta tập trung điều trị đái tháo đường, nhưng mà đôi khi chúng ta sẽ bỏ sót về cái nguy cơ hạ đường huyết này. Và những cái phân tích gợp khác cũng như vậy, chúng ta thấy cái tỷ lệ mà hạ đường huyết nó dao động từ 45% cho tới 50%, tùy vào cái thuốc bệnh nhân sử dụng cũng như là những cái nhân. Và đây là một cái nghiên cứu bác sĩ Quỳnh cũng trình bày rồi, cái hình này người ta vẽ là đẹp hơn một chút thôi. Và trong đây với cái tiêu đề thì tôi rất là ấn tượng về cái tiêu đề của cái bài này. Các anh chị có thể thấy người ta ghi là hạ đường huyết mà rất thường gặp hơn là chúng ta nghĩ. Như vậy khi mà chúng ta tiếp cận một bệnh nhân đái tháo đường, các anh chị có điều trị thuốc mà bệnh nhân nói với mình là tôi rất là khỏe, gần như là tôi không có triệu chứng gì hết. Nhưng mà các anh chị coi chừng, bệnh nhân có những cái cơn hạ đường huyết mà chúng ta không biết được, chỉ có theo dõi bằng CGM chúng ta mới có thể thấy được. Và đây là một cái nghiên cứu người ta gắn cái CGM cho 108 bệnh nhân đái tháo đường, và người ta ghi nhận là cái tỷ lệ mà hạ đường huyết là gần 49%, tức là khoảng 50%. Và nguy hiểm hơn nữa là 2/3 trong số đó là gần như người ta không biết, đó là không có triệu chứng. Và đặc biệt đó là những cái người mà chúng ta sẽ gặp ở những bệnh nhân sử dụng insulin hoặc là những cái thuốc kích thích tiết insulin, ví dụ sulfonylurea. Như vậy một lần nữa tôi nhấn mạnh lại là nếu các anh chị kê đơn insulin, chúng ta kê một cái toa thuốc có sulfonylurea mà bệnh nhân nói với mình là bệnh nhân khỏe, thì các anh chị không có hoàn toàn loại hết cái nguy cơ hạ đường huyết của bệnh nhân. Bởi vì trong cái nghiên cứu này các anh chị thấy cái tỷ lệ nó tới 50%, và trong đó 2/3 số. Và cái đáp ứng của hạ đường huyết chủ yếu là nó sẽ kích thích lên cái hệ thần kinh tự chủ là tuyến thượng thận, và tăng tiết những cái hormone làm tăng đường huyết. Các anh chị có thể thấy trên hình này là nó là cortisol hoặc là catecholamine vân vân, và có thể tác động đến cái tế bào beta và alpha làm tăng tiết glucagon và giảm tiết insulin, gây nên những cái đáp ứng của cơ thể để giúp bảo vệ cơ thể. Và trong quá trình những cái đáp ứng này nó sẽ xuất hiện những cái triệu chứng lâm sàng kinh điển mà chúng ta đã được nghe trình bày với bài. Tuy nhiên nó có một cái điều cực kỳ quan trọng người ta nói đến, đó là hạ đường huyết mà bị suy giảm chức năng thần kinh tự chủ, hay còn gọi đó là hạ đường huyết mà không nhận biết. Bởi vì chúng ta biết là nếu mà những cái cơn hạ đường huyết nó lặp đi lặp lại kéo dài thì nó sẽ dẫn đến cơ thể chúng ta sẽ có một cái cơ chế là thích nghi, và dần dần thì cái đáp ứng của thần kinh giao cảm này nó sẽ bị giảm đi rất nhiều, và làm cho bệnh nhân có những cái cơn hạ đường huyết mà không nhận biết được. Tiếc là hôm nay không có thời gian, có thời gian tôi có thể cho các anh chị xem những cái CGM của bệnh nhân trực tiếp ở mình theo dõi điều trị, mà qua CGM chúng ta có thể thấy được là bệnh nhân có những cái cơn hạ đường huyết mà gần như là bệnh nhân không có triệu chứng. Thì một lần nữa tôi nhấn mạnh về cái vai trò của hạ đường huyết không có triệu chứng và hạ đường huyết mà có suy giảm cái chức năng thần kinh tự chủ, để cho chúng ta có một cái nhận thức, có một cái nhận định rõ ràng hơn về cái nguy cơ hạ đường huyết khi mà chúng ta điều trị cho bệnh nhân. Và tôi nhắc lại, không có triệu chứng lâm sàng không có nghĩa là không có cơ. Và cái hạ đường huyết nó là một trong những yếu tố nguy cơ rất là quan trọng đối với lại cái biến cố tim mạch, và nó sẽ gia tăng những cái phản ứng viêm, tăng CRP và những cái hoạt chất tiền viêm, những cái cytokine các anh chị có thể thấy ở đây, hoặc là tăng các hoạt hóa đại thực bào và có thể tác động trực tiếp trên tim, gây rối loạn nhịp tim hoặc là rối loạn huyết động, có thể gây ngừng tim. Chúng ta biết hạ đường huyết có thể dẫn đến tử vong rất là nhanh. Trong những cái bài trước, nếu mà các anh chị đã được tìm hiểu về cái cơ chế hạ đường huyết đối với lại cái nguy cơ tim mạch, cái nghiên cứu ACTO cũng như là VADT, người ta thấy những cái yếu tố nguy cơ tim mạch quan trọng. Và bên cạnh chúng ta đã biết đó là HDL, tuổi và những cái biến cố tim mạch xuất hiện trước đó, ví dụ như là và có tiền sử đột quỵ, tiền sử nhồi máu cơ tim. Nhưng mà bên cạnh đó người ta nói hạ đường huyết lại là một yếu tố nguy cơ tim mạch cực kỳ quan trọng. Như vậy trong quá trình điều trị chúng ta phải hết sức thận trọng với lại những cái. Và hạ đường huyết nó không chỉ làm gia tăng những cái biến cố tim mạch mà tăng cả tỷ lệ tử vong do tim mạch và tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân, là gần như là tất cả những biến cố đều gia tăng trên tim mạch nữa, mà là những cái biến cố liên quan đến mạch máu nhỏ, mạch máu lớn và những cái biến cố mà không có liên quan đến tim mạch. Như vậy cái ảnh hưởng của hạ đường huyết là cực kỳ quan trọng. Qua cái bài trình bày của bác sĩ Quỳnh, các anh chị có thể thấy rất nhiều cái ảnh hưởng và về cái khía cạnh chuyên môn, đó là những ảnh hưởng trên tim mạch, những cái biến chứng mạch máu lớn, biến chứng mạch máu nhỏ, tỷ lệ tử vong và những cái biến cố khác. Như vậy tóm tắt về cái phần đầu tiên, cái phần này cũng có rất nhiều ý trùng với lại bài của bác sĩ Quỳnh. Tuy nhiên tôi xin nhấn mạnh một số điều. Thứ nhất là hạ đường huyết nó rất là thường gặp mà chúng ta cũng thường bỏ sót, đặc biệt đó là những cái trường hợp mà hạ đường huyết không triệu chứng mà chỉ nhờ có CGM chúng ta mới phát hiện được, và đây là những cái đối tượng cực kỳ nguy hiểm.
bởi vì chúng ta sẽ đi và chúng ta tiếp tục cái liệu trình điều trị của mình, chúng ta không có tư vấn, chúng ta sẽ chủ quan và một ngày nào đó rơi vào một cái cơn hạ đường huyết rất nặng, sẽ xuất hiện những cái biến cố cực kỳ lớn đối với bệnh nhân. Và cái hạ đường huyết này nó là một cái gánh nặng trong điều trị đái tháo đường, nó chính là một cái yếu tố, một cái hòn đá rất là lớn cản trở trên cái con đường mà các anh chị điều trị tối ưu tích cực cho bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 của mình. Bởi vì chúng ta biết là điều trị đái tháo đường là chúng ta điều trị tích cực ở giai đoạn sớm, tối ưu HbA1c, nhưng trong cái quá trình điều trị đó mà bệnh nhân vướng những cái cơn hạ đường huyết, các anh chị thấy thì bệnh nhân sẽ giảm cái tỷ lệ trung trị, và chúng ta ngay cả bản thân bác sĩ cũng nhắc tay chúng ta không dám điều trị tích cực cho bệnh nhân. Chính vì vậy hạ đường huyết nó không chỉ ảnh hưởng đến cơ thể người bệnh nữa mà nó còn ảnh hưởng cả đến cái liệu trình điều trị của mình. Như vậy chúng ta phải làm sao có những cái nguy cơ hạ đường huyết và chúng ta tác động vào tất cả những yếu tố nguy cơ đó để giảm thiểu cái nguy cơ hạ đường huyết cho bệnh nhân. Và cái chuyện đầu tiên người ta nói tới nguy cơ hạ đường huyết chính là những cái thuốc khi mà chúng ta ứng dụng điều trị cho bệnh nhân. Những cái thuốc nào liên quan kích thích cái insulin, nó sẽ kích thích vào tế bào beta tiết insulin liên tục, và điều đó làm cho cái nguy cơ hạ đường huyết sẽ gia tăng rất nhiều. Và chúng ta nhìn cái hình này chúng ta cũng có thể thấy cái thuốc kích thích tiết insulin thì cái nguy cơ hạ đường huyết nó tăng gấp 4 lần so với lại cái nhóm thuốc. Và một cái nghiên cứu khác người ta đánh giá cái hiệu quả khi mà chúng ta điều trị cái thuốc ức chế DPP-4, và chủ yếu là người ta đánh giá về cái hiệu quả và an toàn của linagliptin thôi. Nhưng trong cái quá trình điều trị này người ta nhận thấy là cái nhóm nào mà có sulfonylurea trong đó thì cái nguy cơ hạ đường huyết nó sẽ tăng rất nhiều. Là cái nhóm nào mà không có sulfonylurea thì chúng ta điều trị linagliptin khá là an toàn cho bệnh nhân, thậm chí là cái nguy cơ hạ đường huyết nó còn thấp hơn so với lại. Và cái nguy cơ hạ đường huyết không chỉ liên quan đến cái vấn đề sử dụng thuốc. Chúng ta thấy là khi mà chức năng thận giảm thì trong cái bài trình bày bác sĩ Quỳnh cũng có nói đó, thì khi mà chức năng thận giảm thì cái nguy cơ hạ đường huyết nó sẽ tăng. Và chúng ta nhìn ở đây đối với lại độ lọc cầu thận, nếu mà còn trên 90 và sau đó giảm từ 60 đến 90 và dưới 60 thì cái nguy cơ hạ đường huyết nó sẽ tăng lên rất nhiều. Như vậy một cái yếu tố nguy cơ thứ hai của hạ đường huyết nó chính là trên những bệnh nhân suy thận. Một cái yếu tố nguy cơ tiếp theo đó là những cái bệnh nhân lớn tuổi. Chúng ta nhìn ở đây cái nguy cơ hạ đường huyết nó sẽ tăng dần tùy theo mức độ tuổi, và ở những cái người trên 75 tuổi thì cái nguy cơ hạ đường huyết cực kỳ cao. Và chúng ta phải hết sức thận trọng khi mà chúng ta điều trị cho những đối tượng bệnh nhân lớn tuổi như vậy. Và bên cạnh cái nguy cơ hạ đường huyết, người ta sẽ có nhiều bệnh đồng mắc, người ta có những cái bệnh liên quan đến sa sút trí tuệ, người ta mất cái khả năng xử trí những cái cơn hạ đường huyết. Do đó đối với những cái đối tượng bệnh nhân lớn tuổi này, chúng ta lại càng phải thận trọng hơn nữa. Và làm sao chúng ta điều trị tối ưu và giảm thiểu cái nguy cơ hạ đường huyết. Thậm chí là mục tiêu ở những bệnh nhân lớn tuổi này là giảm thiểu cái nguy cơ hạ đường huyết thôi, thì nó còn cao hơn là chúng ta kiểm soát đường huyết tích cực. Là cho bệnh nhân bởi vì ở một cái tuổi quá cao và có nhiều cái bệnh lý động mạch thì cái việc mà chúng ta kiểm soát A1C nó không nhất thiết là phải quá tích cực. Và ADA cũng đã có một cái bảng thống kê khá là kỹ về những cái nguy cơ hạ đường huyết, thì chúng ta thấy đầu tiên người ta nói nhiều nhất đó là insulin và những cái thuốc liên quan đến kích thích tới insulin. Trong đây có sulfonylurea và có cả cái nhóm clinic luôn. Thì trong thực tế lâm sàng chúng ta thấy là cái nhóm clinic này cũng ít cái nguy cơ hạ đường huyết so với sulfonylurea thường. Và tuy nhiên bản thân tôi trong quá trình điều trị chúng tôi cũng đã gặp những cái ca hạ đường huyết rất nặng mà khi mà điều trị bằng nhóm clinic này. Và những cái đối tượng giảm chức năng gan, giảm chức năng thận, đái tháo đường nhiều năm, có nhiều bệnh lý khác đi kèm, lớn tuổi vân vân, và đặc biệt đó là cái đối tượng mà đã bị có những cái cơn hạ đường huyết nhiều lần và mất đáp ứng luôn, đó là những cái đối tượng hạ đường huyết không nhận biết là cực kỳ quan trọng. Thì những đối tượng này không cách nào mà chúng ta có thể phòng ngừa được cho bệnh nhân cả, bởi vì người ta không còn nhận biết được, chỉ có chúng ta tư vấn, người ta theo dõi đường huyết thường xuyên và chú ý về chế độ dinh dưỡng và sử dụng những cái nhóm thuốc nào ít cái nguy cơ hạ đường huyết nhất thì chúng ta mới tác động được vào cái khâu này. Và những cái đối tượng khác như là nghiện rượu hoặc là sử dụng nhiều thuốc, đây là cái bảng yếu tố nguy cơ mà ADA đã đưa ra để làm sao mà chúng ta nhận biết được và chúng ta can thiệp vào những yếu tố nguy cơ này để giảm thiểu. Thì cái slide này thì bác sĩ Quỳnh đã trình bày để chúng nước nhanh thôi. Chúng ta thấy cái nguy cơ hạ đường huyết nó không đơn giản ở cái chuyện là sử dụng thuốc nữa, mà nó là cả một cái phức hợp rất là nhiều cái yếu tố, trong đó có vai trò của bác sĩ, vai trò của kinh tế xã hội và vai trò của cả hệ thống chăm sóc sức khỏe của mình, để làm sao mà chúng ta sử dụng thuốc, chúng ta tư vấn và tác động một cách toàn diện thì chúng ta mới mong giảm được cái nguy cơ hạ đường huyết. Và cũng trong cái bài trình bày trong cái bài báo đó, người ta đã đưa ra những yếu tố nguy cơ, thì người ta cũng đưa ra những cái giải pháp để mà giảm thiểu cái nguy cơ hạ đường huyết cho bệnh nhân. Các anh chị thấy đây, đầu tiên đó là các nhà bác sĩ lâm sàng
là chúng ta sẽ có những cái công cụ chúng ta đánh giá cái nguy cơ hệ đường huyết của bệnh nhân, và đâu là những cái đối tượng nguy cơ cao thì ADA đã có hướng dẫn rồi. Và khi chúng ta xác định được những yếu tố nguy cơ cao thì chúng ta xác định cái mục tiêu A1C là cần đạt, cần cá thể hóa để làm sao mà vừa giảm những cái biến chứng mãn tính mà vừa giảm cái nguy cơ hạ đường huyết cho bệnh nhân, để chúng ta chọn cái phương pháp điều trị cho thích hợp, và cuối cùng mình chúng ta có những cái tư vấn phù hợp cho bệnh nhân cũng như là hội chẩn chuyên khoa phù hợp để làm sao mà giảm cái nguy cơ hạ đường huyết. Đó là về khía cạnh của bác sĩ. À, về khía cạnh có thể là hệ thống y tế, và chúng ta phải tổ chức những cái lớp mà tập huấn cho bệnh nhân, tư vấn cho bệnh nhân. À, về khía cạnh xã hội, những cái khía cạnh mà lâm sàng khác, ví dụ như là chúng ta phải có cái chương trình huấn luyện về đái tháo đường, tự chăm sóc đái tháo đường, DSME, cái này người ta nói rất nhiều trong gia lai những năm gần đây, làm sao chúng ta tư vấn cho bệnh nhân một cách tối ưu, không chỉ riêng về các thuốc hạ đường huyết mà phải riêng biết về chế độ dinh dưỡng, cách phòng ngừa những cái cơn hạ đường huyết, cách xử trí như thế nào, chế độ dinh dưỡng ra sao, sử dụng thuốc ra sao, và sử dụng cả những cái kỹ thuật mà liên quan đến đái tháo đường, ví dụ như đo đường huyết, ví dụ sử dụng CGM vân vân. Đó là cả một cái quá trình rất là phức tạp, và chúng ta phải tác động một cách toàn diện thì chúng ta mới có thể giảm thiểu được cái nguy cơ. Riêng về cái khía cạnh sử dụng thuốc thì chúng ta thấy ở đây là những cái nguy cơ hạ đường huyết khi mà chúng ta sử dụng thuốc, thì cái nhóm insulin và sulfonylurea chúng ta đã biết là cái nguy cơ hạ đường huyết nó rất là cao, và vừa sulfonylurea mà vừa insulin ở đây có thể là nguyên nền thôi, và thì chúng ta thấy cái nguy cơ hạ đường huyết sẽ càng cao nữa. Thì riêng về cái nhóm incretin, cái nguy cơ hạ đường huyết nó có vẻ là thấp nhất so với tất cả những cái nhóm thuốc khác. Chúng ta có thuốc ức chế SGLT2 cũng có những cái nguy cơ hạ đường huyết thấp, hoặc là pioglitazone, hoặc là metformin vân vân. Thì chúng ta thấy cái phối hợp giữa metformin và những cái nhóm thuốc ức chế DPP-4 thì cái nguy cơ hạ đường huyết nó gần như là dưới 1% khác. Đây là một cái thử nghiệm người ta so sánh cái hiệu quả và tính an toàn của ức chế DPP-4 và sulfonylurea, primeperid, một cái loại thuốc được sử dụng khá nhiều ở trên thị trường Mỹ. Thì chúng ta nhìn cái hình này, chúng ta cũng quen luôn với cái thực hành lâm sàng. Chúng ta thấy là trong khoảng 12 tuần đầu tiên thì chúng ta nhìn thấy có vẻ sulfonylurea thì cái hiệu quả giảm đường huyết nó khá là nhanh, giúp người ta đạt mục tiêu rất là sớm. Tuy nhiên theo thời gian là 104 tuần, tức là 2 năm, thì A1C nó dần dần nó tăng trở lại. Và trong khi đó cái giống thuốc ức chế DPP-4 có vẻ nó từ từ hơn, trong những tháng đầu tiên nó vẫn chưa đạt mục tiêu, nhưng dần dần nó sẽ ổn định, và sau 2 năm gần như là cái mức một trên lệch A1C nó không có đáng kể. Tuy nhiên cái điều người ta nói ở đây quan trọng nhất đó là cái nguy cơ hạ đường huyết, các chị nhìn ở đây. Đối với lại tất cả những cái biến cố hạ đường huyết thì cái nhóm mà điều trị bởi cái thuốc ức chế DPP-4 là nalactin gần như nó thấp hơn đáng kể so với lại primeperid ở những cái tiêu chí như là có một cơn hạ đường huyết từ 2 đến 3 cơn, hoặc thậm chí là trên 4 cơn, thì sulfonylurea cái nguy cơ hạ đường huyết nó cực kỳ cao. Và bên cạnh đó chúng ta thấy với cái nguy cơ hạ đường huyết cao như vậy, thì cũng trong cái bài báo đó người ta ghi nhận là cái nhóm điều trị primeperid có nguy cơ cái biến cố tim mạch sẽ tăng hơn, và cái lợi ích nó đạt được ở cái nhóm mà được điều trị bằng nalactin, những cái biến cố liên quan đến tim mạch nó có khuynh hướng thấp hơn, và đột quỵ có khuynh hướng thấp hơn. Tuy nhiên các chị thấy đây là những cái nghiên cứu pha ba thôi, và nó không phải là những cái nghiên cứu chính để thiết kế về cái biến cố tim mạch. So sánh giữa hai cái nhóm thuốc này nó cho chúng ta một cái khái niệm cơ bản về những cái nguy cơ tim mạch và nguy cơ hạ đường huyết cũng như là các nhóm thuốc khi mà chúng ta. Và trong cái nghiên cứu đời thực với một cái số lượng bệnh nhân khá là lớn luôn, và tức là người ta chỉ quan sát thôi, đây là cái nghiên cứu trên cái số lượng bệnh nhân, các chị thấy này cực kỳ lớn, thì người ta thấy là khi mà chúng ta điều trị bằng thuốc ức chế DPP-4 để đạt mục tiêu thì cái nguy cơ hạ đường huyết sẽ giảm được 23% so với là những cái nhóm mà điều trị sulfonylurea, tức là trong cái nghiên cứu pha ba chúng ta thấy như vậy, trong cái nghiên cứu đời thực. Và cuối cùng là trong một cái RCT được thiết kế cực kỳ chuẩn, đây là một cái nghiên cứu người ta đánh giá cái an toàn tim mạch giữa linaclitin và primeperid. Cái tên nghiên cứu này là Carolina, cũng khá là đình đám, các anh chị cũng sẽ quen với lại cái nghiên cứu này rất là nhiều. Tôi xin phép được nhắc lại, đây là cái nghiên cứu người ta thực hiện trên 6.000 bệnh nhân có nguy cơ tim mạch rất là cao, và chia làm hai nhóm, một nhóm điều trị linaclitin và một nhóm điều trị primeperid. Và cái mục tiêu chính của nghiên cứu này là người ta đánh giá cái tính an toàn tim mạch, và bên cạnh đó là đánh giá về cái hiệu quả kiểm soát đường huyết cũng như là cái nguy cơ hạ đường huyết. Thì đây là những cái đối tượng bệnh nhân tham gia nghiên cứu. Chúng ta nhìn ở đây là những bệnh nhân mà có nguy cơ tim mạch rất là cao, có tiền sử nhồi máu cơ tim, bệnh mạch vành, đã can thiệp mạch vành vân vân, hoặc là những bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ, ví dụ đái tháo đường 10 năm, LDL cao, đang thuốc tăng huyết áp vân vân.
nghiên cứu này kết quả chính thì về cái an toàn tim mạch thì hai nhóm này tương đương. Và tuy nhiên những cái phân tích khác chúng ta thấy đây về cái hiệu quả giảm A1C, một lần nữa các anh chị thấy ở cái nhóm điều trị bằng sifunera nó sẽ giảm rất nhanh, nhưng theo thời gian tăng dần trở lại, và thuốc ức chế DPP4 nó có vẻ từ từ hơn nhưng mà nó ổn định. Và sau khoảng 5 năm theo dõi thì cái mức A1C ở cái phút cuối, tức là sau 5 năm theo dõi ở cái đích đó, thì gần như là tương đương ở cả hai nhóm, chứ không có sự khác biệt nhiều với những thống kê. Tuy nhiên một cái điều rất là rõ các anh chị thấy trên cái đường này cực kỳ ấn tượng về cái nguy cơ hạ đường huyết, gần như là cái nhóm sử dụng sifunera cái nguy cơ hạ đường huyết tăng rất là sớm và rất là nhanh. Và nếu mà chúng ta điều trị bằng linagliptin, chúng ta giảm 82% cái nguy cơ hạ đường huyết. Và đây là một cái nghiên cứu, một cái biến cố mà chúng ta thấy hai cái đường nó tách ra rất là nhanh và rất là sớm và tách rất xa nữa. Như vậy một lần nữa người ta khẳng định là cái nhóm ức chế DPP4 cái nguy cơ hạ đường huyết nó sẽ giảm rất là nhiều, và chúng ta cải thiện được cái nguy cơ hạ đường huyết rất nhiều khi mà chúng ta ứng dụng trong thực hành lâm sàng, so với là chúng ta sử dụng sifunera cho bệnh nhân và giảm 82%. Và nhắc lại những cái đường và nó xuất hiện, nó tách ra khá là sớm. Và những khi mà người ta xét từng cái tiêu chí hạ đường huyết, ví dụ như bất kỳ những cái biến cố hạ đường huyết nào, hạ đường huyết trung bình nặng hoặc là rất nặng hoặc là phải nhập viện, thì cái nhóm mà điều trị linagliptin nó gần như ít hơn so với lại cái nhóm là điều trị. Đây là number of cases, chúng ta thấy chỉ cần chúng ta điều trị trên 3 bệnh nhân thôi bằng linagliptin so với lại fumepiridine, thì trong vòng 6 năm chúng ta có thể cải thiện được cái biến cố hạ đường huyết, bất kỳ biến cố hạ đường huyết nào cho bệnh nhân. Một con số ANNT rất là ấn tượng, chỉ cần 3 bệnh nhân thôi chúng ta thấy khác biệt liền, và chúng ta có thể giúp cho một bệnh nhân giảm. Và cũng trong cái nghiên cứu Carolina đó, người ta xét cái tiêu chí G, tức là vừa đạt A1C, vừa không bị hạ đường huyết, không cần sử dụng những cái phương pháp, những cái thuốc cứu hộ khác, và không có tăng cân quá 2% cân nặng, thì chúng ta thấy điều trị bằng linagliptin gần như cái tỷ lệ mà đạt cái mục tiêu gộp này nó cao hơn nhiều so với cái nhóm điều trị bằng sifunera. Như vậy trong thực hành lâm sàng, nếu mà chúng ta cần một cái mục tiêu điều trị mà gộp nhiều cái yếu tố, thì đôi khi linagliptin sẽ giúp chúng ta đạt được rất nhiều cái vị trí đó so. Và cuối cùng là ADA, các anh chị đã rất quen với cái style này. Và đối với lại những cái bệnh nhân mà chúng ta cần giảm thiểu nguy cơ hạ đường huyết, chúng ta có 4 nhóm thuốc: ức chế DPP4, đồng thuận GLP-1, ức chế SGLT2 và DZD. Đó là 4 nhóm thuốc chúng ta lựa chọn để giảm thiểu cái nguy cơ hạ đường huyết cho bệnh nhân. Đó là cái vấn đề đầu tiên chúng ta can thiệp vào cái nguy cơ là hạ đường huyết liên quan đến vấn đề sử dụng thuốc. Như thế nào đối với những bệnh nhân lớn tuổi, thì các anh chị thấy đây là cái nhóm thuốc ức chế DPP4 khi mà chúng ta sử dụng khá là an toàn, và trong suốt 24 tuần giúp cải thiện A1C, nhưng mà gần như là không có tăng cái nguy cơ hạ đường huyết cho bệnh nhân. Cái nguy cơ hạ đường huyết nó chỉ tăng ở cái nhóm mà vừa sử dụng linagliptin và vừa sử dụng sifunera. Như vậy một lần nữa nhắc lại, nếu mà chúng ta phối hợp nhiều thuốc trong đó có sifunera thì cái nguy cơ hạ đường huyết nó sẽ tăng lên. Linagliptin nó sẽ giúp tăng cái tỷ lệ trung trị, các anh chị thấy ở đây, và trước khi điều trị và sau khi điều trị thì cái tỷ lệ hài lòng tăng cải thiện đáng kể. Thì cái điều này cũng giống như trong thực tế lâm sàng thôi, các anh chị đã sử dụng cái nhóm thuốc này nhiều rồi, các anh chị thấy là cái nguy cơ tác dụng phụ nó gần như là ít nhất trong tất cả các nhóm thuốc điều trị đái tháo đường. Do đó chúng ta không có ngạc nhiên khi mà bệnh nhân có vẻ như hài lòng với điều trị nhiều hơn và tăng cái tỷ lệ trung trị nhiều hơn. Yếu tố khác liên quan đến chức năng thận, chúng ta biết tất cả những cái nhóm thuốc mà thuộc cái nhóm ức chế DPP4 thì chúng ta phải chỉnh liều trên bệnh nhân suy thận. Riêng linagliptin thì gần như chúng ta không cần phải chỉnh liều. Ở bất kể cái mức lọc cầu thận nào, chúng ta chỉ có một liều duy nhất, đó là 5mg một ngày, và gần như cái hiệu quả cải thiện đường huyết là hàng định ở tất cả các chức năng thận. Ở mức độ suy giảm của độ lọc cầu thận như thế nào thì chúng ta cũng sử dụng một liều, và thuốc cũng đều có hiệu quả và gần như cũng không có nguy cơ hạ đường huyết cho những bệnh nhân. Qua những cái nghiên cứu an toàn tim mạch, chúng ta thấy tất cả những cái nhóm thuốc ức chế DPP4 các anh chị thấy ở đây, vinagliptin thì gần như chúng ta đã quá quen, chúng ta sử dụng khá nhiều, nhưng mà cái nhược điểm của vinagliptin là không có thực hiện cái nghiên cứu an toàn về tim mạch. Do đó cái dữ liệu mà trên những bệnh nhân nguy cơ cao tim mạch suy tim hoặc là bệnh thận vân vân chủ yếu là từ những cái dữ liệu nghiên cứu pha ba, chứ không có một cái nghiên cứu hoàn thiện an toàn tim mạch. Riêng sasagliptin thì cũng an toàn trên những cái bệnh nhân có nguy cơ tim mạch cao, nhưng mà người ta nói thận trọng bởi vì nó gia tăng tỷ lệ nhập viện do suy tim. Alogliptin cũng vậy, một cái thuốc của châu Á thì chúng ta thấy là cũng có khuynh hướng làm gia tăng nhập viện do suy tim. Tuy nhiên nó ở mức borderline và chúng ta cũng phải hết sức thận trọng. Chỉ có hai cái thuốc khá là an toàn thôi,
đó là sitagliptin và linagliptin là an toàn cho nguy cơ tim mạch cao và an toàn cho bệnh nhân suy tim. Nhưng mà trong cái nghiên cứu TCOS của sitagliptin thì nó không có nhiều cái dữ liệu trên bệnh nhân mà suy thận. Và trong cái nghiên cứu Camellia, nếu mà các anh chị đọc lại về cái nhóm thuốc linagliptin thì người ta chọn những bệnh nhân suy thận trong đó rất nhiều, gần 60-70% là bệnh nhân có suy thận và tiểu đạm vân vân, và cũng khẳng định được cái vai trò cái tính an toàn của linagliptin trên đối tượng đó. Như vậy trong năm cái nhóm thuốc cái chế Revifor này có vẻ như là linagliptin những cái chứng cứ là đầy đủ nhất trên tất cả những cái đối tượng là bệnh nhân nguy cơ tim mạch cao, bệnh nhân suy tim, bệnh nhân suy thận. Và một điều một yếu tố khác nữa đó là trên những bệnh nhân suy gan thì chúng ta thấy gần như là những cái nhóm thuốc ở chế Revifor khác là chúng ta phải hết sức thận trọng khi mà bệnh nhân có suy chức năng gan, bệnh nhân có viêm gan tiến triển tăng dần. Thì riêng linagliptin thì người ta không có yêu cầu chỉnh liều trên những bệnh nhân suy gan. Tuy nhiên cái dữ liệu mà trên bệnh nhân suy gan mức độ nặng vân vân vẫn còn chưa có đầy đủ tính thời điểm này, thì các anh chị vẫn có thể sử dụng trên những bệnh nhân suy gan mức độ nhẹ, mức độ trung bình và thậm chí là mức độ nặng. Tuy nhiên tùy theo từng trường hợp cụ thể mà chúng ta quyết định. Thì trong thực tế lâm sàng tôi ứng dụng cái nhóm thuốc linagliptin này trên những bệnh nhân suy gan khá là nhiều, bởi vì chúng ta biết là bệnh nhân mà suy gan, sơ gan giai đoạn cuối thì cái nguy cơ hạ đường huyết người ta rất là cao và cái mục tiêu mà cần phải kiểm soát đường huyết thì lại nới lỏng. Do đó với một cái viên thuốc ví dụ như thuốc ức chế DPP-4 cái hiệu quả giảm A1C ở mức từ 0.7-1% mà có thể sử dụng được trên bệnh nhân suy gan mà chúng ta giảm được cái nguy cơ hạ đường huyết cho bệnh nhân thì đây là một trong những chỉ định. Các bạn chúng ta thấy là những hội nghị người ta không có nhắc nhiều, nhưng mà thực sự trong thực hành lâm sàng bác sĩ Quỳnh, bác sĩ Diễm cũng cho thấy là người ta ứng dụng cái nhóm thuốc này trên những bệnh nhân suy gan như vậy rất nhiều, bởi vì cái nước mình chúng ta thấy là cái tỷ lệ viêm gan B, viêm gan C còn rất cao và rất nhiều bệnh nhân rơi vào tình trạng sơ gan và suy gan. Do đó đây là một cái slide ở cái đoạn cuối bài, và trong cái hội nghị lớn các anh chị sẽ thấy người ta ít nhắc nhiều. Nhờ bản thân tôi thấy là cái sử dụng của cái chỉ định linagliptin cho những bệnh nhân mà có suy giảm chức năng gan, đặc biệt ở mức trung bình trở lại thì là rất là nhiều. Chứ nó không đơn giản là như là chúng ta thấy là chúng ta ít quan tâm đến cái vấn đề. Cái hiệu quả mà kiểm soát A1C cho những bệnh nhân có rối loạn chức năng gan hoặc là không, chúng ta thấy đang là được những tương đương. Cho dù bệnh nhân có rối loạn chức năng gan hay không, khi chúng ta sử dụng linagliptin thì cái hiệu quả nó không thay đổi mà lại an toàn và lại giảm cái nguy cơ hạ đường huyết của bệnh nhân. Chúng ta trở lại cái bảng của ADA về những cái nguy cơ hạ đường huyết chúng ta tác động được tới đâu. Chúng ta thấy cái nhóm ức chế DPP-4 gần như tác động rất nhiều khâu trong cái bảng này. Đối với những bệnh nhân mà chúng ta không sử dụng cái nhóm thuốc ức chế kích thích tiết insulin, chúng ta có thể sử dụng ức chế DPP-4. Đối với những bệnh nhân mà suy giảm chức năng thận, thuốc ức chế DPP-4 vẫn có thể sử dụng được. Linagliptin thì không cần chỉnh liều, những cái nhóm thuốc khác thì chúng ta chỉnh liều. Đối với người mà có giảm chức năng gan thì linagliptin chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Những bệnh nhân đái tháo đường nhiều năm, những bệnh nhân lớn tuổi, những bệnh nhân mà mất khả năng nhận thức thì gần như cái vai trò của thuốc chế DPP-4 khá là an toàn. Và đặc biệt là cái đối tượng mà không còn nhận biết cái nguy cơ hạ đường huyết hay là hạ đường huyết không triệu chứng thì chúng ta thấy chúng ta sử dụng cái nhóm thuốc chế DPP-4 chúng ta cũng không lo về vấn đề này. Và do đó cái vai trò của thuốc chế DPP-4 mà đối với các bản cái nguy cơ hạ đường huyết này, chúng ta thấy là giải quyết được khá nhiều cái yếu tố nguy cơ này. Chỉ riêng về bệnh nhân nghiện rượu, tôi không tích vào đây, thì ức chế DPP-4 nó cũng giảm được cái nguy cơ hạ đường huyết. Tuy nhiên cái người nghiện rượu các chị lưu ý là một số bệnh nhân nghiện rượu thì có thể có cái tiền sử viêm tụy cấp nhiều lần, thì chúng ta sẽ thận trọng trên những đối tượng đó khi mà chúng ta sử dụng những cái nhóm thuốc liên quan đến tiền về tim. Cùng cho bài trình bày, tôi xin kết luận một số ý. Thứ nhất, hạ đường huyết là rất thường gặp và bản thân bác sĩ thực hành lâm sàng cũng rất thường bỏ sót, bởi vì chúng ta không có đầy đủ phương tiện để mà theo dõi cho bệnh nhân. Đặc biệt là trong cái khoảng thời gian gần đây chúng ta có CGM, chúng ta mới biết được những cái tình trạng mà hạ đường huyết không nhận biết, và chúng ta thấy cái tỷ lệ nó khá là cao, và những nghiên cứu gần như là trên 50%, những nghiên cứu bệnh nhân đã được tiếp một có khi đến 80%. Và hạ đường huyết có rất nhiều ảnh hưởng đến bệnh nhân đái tháo đường, biến chứng tim mạch, các biến chứng không liên quan đến tim mạch luôn, biến chứng mạch máu nhỏ, biến chứng mạch máu lớn. Và chúng ta muốn giảm thiểu được cái nguy cơ hạ đường huyết cho bệnh nhân thì chúng ta phải tác động một cách toàn diện trên cả một cái hệ thống, từ chăm sóc bệnh nhân cho tới bác sĩ điều trị, và cái vấn đề tư vấn là cực kỳ quan trọng. Và bệnh nhân không chỉ biết cách tư vấn, bệnh nhân không chỉ được tư vấn về cái chuyện mà xử trí cơn hạ đường huyết không, theo tôi là chưa đủ,
và chúng ta tư vấn về hạ đường huyết nó phải hai vấn đề. Thứ nhất là xử trí cái cơn hạ đường huyết cấp cứu, và thứ hai là phải biết phòng ngừa cái cơn hạ đường huyết, nó là cực kỳ quan trọng, liên quan đến vấn đề chế độ dinh dưỡng và theo dõi đường huyết tại nhà, và làm sao chúng ta lựa chọn những nhóm thuốc nào ít nguy cơ hạ đường huyết cho bệnh nhân. Và trong những cái nhóm thuốc đó thì người ta thấy cái vai trò của chế đi GLP-1 và có ưu thế bên cạnh là giảm tối đa cái nguy cơ hạ đường huyết, thì nó là ít tác dụng phụ, an toàn cho những bệnh nhân lớn tuổi. Và tôi cũng nhắc luôn, chúng ta không quên những cái nhóm thuốc khác cũng có ít nguy cơ hạ đường huyết, là thuốc ức chế SGLT2, đồng vận GLP-1 và bioprednisone. Thì những cái nhóm thuốc đó cũng giảm thiểu cái nguy cơ hạ đường huyết của bệnh nhân. Tuy nhiên khi mà chúng ta sử dụng và vẫn có một số lưu ý để cần thận trọng. Riêng cái nhóm thuốc ức chế GLP-1 thì nó gần như ít tác dụng phụ và chúng ta có vẻ như là an toàn và an tâm cho người bác sĩ nhiều hơn. Và riêng nalactin là cái nhóm thuốc mà nó có đầy đủ dữ liệu trên tất cả các khía cạnh liên quan đến những bệnh nhân nguy cơ tim mạch cao, những bệnh nhân suy tim, những bệnh nhân có bệnh thận mạng và đặc biệt là những bệnh nhân có suy gan, chúng ta có thể ứng dụng điều trị cho bệnh nhân. Và đây xin chân thành cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Tiếp theo xin cảm ơn phần trình bày với nhiều kiến thức và những cái kinh nghiệm chia sẻ lâm sàng quý báu của tiến sĩ Trần Minh Triệt. Thì tiếp theo đây tôi xin trình bày một cái ca lâm sàng tiếp cận bệnh nhân đái đường tiếp 2 mà có nguy cơ hạ đường huyết. Thì đây là một bệnh nhân nữ 60 tuổi, nghề nghiệp là nội trợ. Thì bệnh nhân này có tiền căn đái đường tiếp 2 là 5 năm, đang điều trị tại cơ sở y tế địa phương. Ngoài ra bệnh nhân còn có tiền căn là tăng huyết áp và rối loạn chuyển hóa lipid 3 năm nay, vẫn đang điều trị thuốc. Thì bệnh nhân có cái đặc điểm là bệnh nhân bị đau nhức lưng 2 năm nay, thì bệnh nhân tự mua thuốc uống và có nhiều loại kể cả đông dược và thuốc tây dược. Thì bệnh nhân được giới thiệu đến khám lần đầu tại cái phòng khám chuyên khoa nội tiết vì lý do là đường huyết của bệnh nhân khó kiểm soát, dao động nhiều và có nhiều cơn đối khung vã mồ hôi vào lúc gần sáng. Thì trong giấy giới thiệu thì chưa ghi nhận là bệnh nhân có những cái bệnh lý liên quan đến biến chứng mạch máu nhỏ. Thì thuốc bệnh nhân đang được điều trị tại cơ sở y tế địa phương thì gồm có metformin 850mg 2 viên một ngày, nimeviric 2mg uống buổi sáng, losartan 100mg và atorvastatin 10mg. Thì lúc mà bệnh nhân đến khám lần đầu thì được đánh giá là một người phụ nữ tầm thước, có hơi thừa cân với lại BMI là 23,3, vòng eo hơi to là 85cm, huyết áp thì trong giới hạn bình thường. Thì bệnh nhân tỉnh táo, sinh hiệu ổn, có cái kiểu hình kết sinh, không có ghi nhận triệu chứng phù. Thì khoảng một tuần nay bệnh nhân than là chán ăn, buồn nôn. Thì bệnh nhân có bị đau lưng thì có uống mấy cái ngày thuốc tây khi bệnh nhân ra ngoài tiệm thuốc tây mua, nhưng bệnh nhân không rõ nhớ rõ cụ thể là uống loại gì và uống lúc nào, chỉ nhớ là khoảng mấy ngày gần đây thôi. Thì lúc mà đến khám tại phòng khám thì bệnh nhân được thử máu xét nghiệm thì thấy là đường huyết đói của bệnh nhân vào thời điểm đó là 74mg trên decilit, HP1C hiện tại là 8,5%, creatinine của bệnh nhân là 1,4mg trên decilit, creatinine là 20, thì tính ra độ lọc cầu thận ước tính là khoảng 38. Tổng phân nước tiểu thì bình thường, không có đạm niệu. Thì bệnh nhân vì có kiểu hình cấp sinh nên được làm thêm cái xét nghiệm mà cortisol máu vào buổi sáng, thì cái giá trị cortisol máu buổi sáng là thấp hơn giá trị bình thường, và chụp tế mắt thì không phát hiện bệnh lý võng mạc của đái tháo đường. Thì bệnh nhân có cho xem cái biểu đồ mà cho xem cái chỉ số đường huyết của bệnh nhân đo của mấy ngày gần đây. Thì bệnh nhân ngày may thay là có máy đo đường huyết tại nhà, thì bệnh nhân đo vào lúc sáng, trước ăn sáng và lúc trước ăn chiều. Ngoài ra thì những lúc mà bệnh nhân thấy mệt, đói thì bệnh nhân cũng đo đường huyết. Thì trong 2 ngày gần đây nhất bệnh nhân đo được á, thì buổi sáng đường khá là thấp, có lúc xuống còn 60. Nhưng mà trước ăn chiều thì đường có thể lên cao đến khoảng 190 đến 230. Và buổi tối thì có lúc là 150, có một lúc là xuống khoảng 110. Thì khi mà tiếp cận và hỏi bệnh nhân á, thì nhận thấy rằng bệnh nhân có một số vấn đề sau. Thứ nhất là bệnh nhân có cái tình trạng mà đường huyết vẫn chưa đạt cái mục tiêu điều trị. Đường huyết đói và đường huyết sau ăn có lúc dao động nhiều, có cơn hạ đường huyết về đêm và sáng sớm. Thì ngoài ra thì bệnh nhân còn có những cái bệnh lý kèm theo như là bệnh nhân có suy tuyến thượng thận mạng do thuốc, rồi với độ lọc cầu thận là 38ml trên phút và trước đây chưa ghi nhận tiền căn về bệnh lý thận cũng như là bệnh lý mạch máu nhỏ.
thì có thể cái tình trạng suy thận cấp này là tạm thời và có thể có những cái nguyên nhân tác động đến. Mà nghĩ nhiều nhất có thể là do thuốc mà bệnh nhân sử dụng, những loại thuốc mà giảm đau không có rõ loại. Ngoài ra thì bệnh nhân còn có tình trạng tăng huyết áp và rối loạn chuyển hóa lipid vẫn đang được tiếp tục điều trị ở tuyến dưới. Thì khi mà xác định những cái vấn đề của bệnh nhân thì chúng ta sẽ tiếp theo đến xác định cái mục tiêu điều trị của bệnh nhân này như thế nào. Thì bệnh nhân này đến mới gặp lần đầu thì cái việc xác định mục tiêu điều trị sẽ là tiếp cận từ phía gần là ngắn hạn cho đến phía lâu dài. Thì về phía ngắn hạn để giải quyết những cái vấn đề cấp tính của bệnh nhân là vấn đề hạ đường huyết và đường huyết dao động, thì chúng ta phải cố gắng làm sao để lựa chọn thuốc để không có thể xảy ra cái cơn hạ đường huyết nữa và tránh để cái đường huyết dao động quá nhiều giống như là tình trạng hiện tại của bệnh nhân. Ngoài ra thì nếu như suy nghĩ theo dõi cái tình trạng mà tổn thương thận cấp này thì với hy vọng là cái tình trạng tổn thương thận cấp có thể phục hồi thì chúng ta lựa chọn những cái phương pháp điều trị cũng như những cái thuốc điều trị để mà tránh ảnh hưởng tới chức năng thận, đồng thời cố gắng có thể lựa chọn những cái phương pháp điều trị để có thể phục hồi chức năng thận cho bệnh nhân. Ngoài ra bệnh nhân có cái tình trạng suy tiến thượng thận mạn, bệnh nhân than ăn uống không được, có lúc buồn nôn, thì với cái xét nghiệm cortisol máu thấp so với giá trị bình thường như vậy thì bệnh nhân cần phải được điều trị cái tình trạng bệnh lý suy tuyến thượng thận mạn bằng việc bù thuốc corticoid. Còn về lâu dài thì sao? Thì bệnh nhân này dài hạn thì là quá trình điều trị lâu dài, thì nếu như bệnh nhân tiếp tục theo dõi điều trị thì chúng ta cũng có cái mục tiêu về đường huyết với cái ổn định đường huyết và tránh không để hạ đường huyết. Thì đối với bệnh nhân này, một bệnh nhân có thời gian tiểu đường nó khoảng 5 năm thì cũng không phải là quá dài. Tuy nhiên bệnh nhân này có những cái bệnh lý kèm theo là tăng huyết áp cũng như rối loạn lipid cũng như tình trạng suy tuyến thượng thận. Thì cái tình trạng suy tuyến thượng thận này, nếu như bệnh nhân ăn uống không điều độ và bệnh nhân vì một cái tình trạng nào đó vô tổn thương thượng thận, suy tuyến thượng thận cấp thì có thể gây ra hạ đường huyết, cho nên mình cân nhắc mình để cái mục tiêu HB1C khoảng 7 đến 7.5%. Ngoài ra về lâu dài, nếu như tình trạng ổn định thì chúng ta sẽ tầm soát những cái biến chứng mạng của đái tháo đường, điều trị bệnh kèm theo về tim mạch cũng như là theo dõi cái tuyến thượng thận để phục hồi chức năng tuyến thượng thận. Ngoài ra bệnh nhân này còn có bệnh lý về khớp cũng như là loãng xương. Nếu như bệnh nhân phụ nữ lớn tuổi mãn kinh sử dụng những thuốc giảm đau lâu dài, sử dụng những thuốc corticoid thì chúng ta cũng phải chú ý cái khía cạnh bệnh lý này, và cần thì chúng ta sẽ gửi đến chuyên khoa xương khớp để mà phối hợp điều trị. Vậy thì với cái mục tiêu điều trị ngắn hạn trong vài tuần của bệnh nhân, khi chúng ta tiếp cận bệnh nhân lần đầu tiên tại phòng khám thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái phương pháp điều trị cũng như là những cái thuốc nào để chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu điều trị cũng như là tránh tác động quá tích cực đến những vấn đề làm hạ đường huyết bệnh nhân cũng như là ảnh hưởng đến chức năng thận của bệnh nhân. Thì để có thể giải đáp vấn đề này thì em xin thêm ý kiến của cô Phương Quỳnh và anh Minh Triết ạ. Em xin thêm ý kiến của anh chị ạ. Dạ, thì nếu như những trường hợp này thì bệnh nhân bị hạ đường huyết nhiều như vậy thì hồi nãy chúng ta trình bày, chúng ta có thấy là tính an toàn của cái nhóm thuốc GLP-1 trên nhóm bệnh nhân đái tháo đường, thì không biết là mình có thể áp dụng trên những cái trường hợp này không ạ? Ngoài ra chúng ta cần phải thêm những thuốc gì khác ạ? Thì cảm ơn Diễm. Thì thật ra những cái tình huống này trong thực tế thì mình cũng thường gặp thôi. Đầu tiên là bệnh nhân đã có những cái cơn hạ đường huyết như vậy và cái đường huyết dao động quá nhiều. Thì cái chuyện đầu tiên mình sẽ hướng dẫn bệnh nhân này có trình bày đó, thứ nhất là xử trí những cái cơn hạ đường huyết của bệnh nhân biết trước, nhưng cái đó chỉ là một phần thôi. Phần thứ hai quan trọng nhất đó là làm sao mà phòng ngừa cơn hạ đường huyết có thể ở đây, chúng ta làm sao không để xảy ra cái cơn hạ đường huyết nữa. Để xảy ra cái cơn hạ đường huyết thì có nhất có một cái độ đúng trước, và đôi khi người ta có một cơn hạ đường huyết mà do người ta uống chưa đúng. Nhưng mà nhìn cái biểu đồ đường huyết mà mình gửi cho bác sĩ Diễm có vẻ như là đường huyết liên quan đến thuốc nhiều hơn. Lý do tại sao? Tại vì nó hạn định ở một cái giờ. Và một số trường hợp là người ta bị hạ đường huyết sáng, số trường hợp bỏ ăn, hạ đường huyết chiều vân vân, là do người ta ăn uống chưa có điều độ. Tuy nhiên cái vấn đề quan trọng nhất là chúng ta vẫn phải xem lại cái loại điều đúng. Và cái điều cuối cùng là trong cái trường hợp mà chúng ta không còn cách nào khác để chúng ta kiểm soát đường huyết, mục tiêu đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng những nhóm thuốc nào để mà làm giảm tối đa cái nguy cơ hạ đường huyết trước.
khi bệnh nhân không còn cơ hạn huyết nữa và đường huyết mà chưa được kiểm soát thì chúng ta sẽ tiếp tục phối hợp thêm những nhóm huyết khác để làm sao mà vừa đạt mục tiêu và vừa giảm được cái nguy cơ hạn huyết của bệnh nhân. Thì trong thời gian dài nhanh được là như vậy, không chỉ riêng cái ca này mà một số cái trường hợp khác mà chúng ta sử dụng insulin cũng vậy, và đường huyết người ta cũng dao động khá là nhiều, ăn giảm vân vân. Thì cái mục tiêu mình đầu tiên là chúng ta hạn chế cái nguy cơ hạn huyết trước và chúng ta tăng liều và chỉnh liều. Dạ, em xin cảm ơn ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm của anh Trần Minh, anh Triết. Dạ, xin hỏi cô Bình có thể là cho chia sẻ thêm những cái kinh nghiệm của cô trong những cái trường hợp này không ạ? Dạ, thì cũng như chia sẻ của anh Triết thì trước khi mà chúng ta tiếp cận điều trị cũng như lựa chọn phương pháp điều trị trên bệnh nhân này thì chúng ta phải xác định lại coi là cái vấn đề ăn uống của bệnh nhân cũng như là mối tương quan giữa sinh hoạt, ăn uống và thuốc điều trị hiện tại. Thì chúng ta thấy rằng bệnh nhân đang sử dụng cái Linerbirid, thì Linerbirid là một trong những cái nhóm thuốc mà có khả năng gây hạ đường huyết nếu như bệnh nhân có chế độ ăn không phù hợp, bệnh nhân bỏ ăn hoặc là ăn ít hơn. Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng bệnh nhân này đang có cái tình trạng là tổn thương thượng cấp với độ lọc cầu thận là 38 ml trên phút, thì với cái mức độ lọc cầu thận này thì sẽ không an toàn khi sử dụng SU. Ngoài ra thì chúng ta nhớ lại cái tiền căn bệnh nhân này là bệnh nhân bị đau nhức khớp có kiểu hình cơ sinh, thì có thể là trong những cái quá trình mà bệnh nhân sử dụng thuốc đau nhức khớp, ví dụ như là bệnh nhân sử dụng những cái thuốc corticoid, thuốc đông dược có pha trộn corticoid thì có thể làm tác động lên đường huyết. Thì khi bệnh nhân sử dụng những cái thuốc đó thì đường huyết nó tăng cao, và nếu những cái trường hợp bệnh nhân không sử dụng nữa thì bệnh nhân bị rơi vô cái tình trạng là suy tuyến thượng thận, thì bệnh nhân ăn không được, bệnh nhân ăn kém hoặc bệnh nhân nôn ói, thì lúc đó nếu như bệnh nhân vẫn tiếp tục sử dụng supernatriuria thì bệnh nhân sẽ vô cái tình trạng bị hạ đường huyết giống như những bệnh nhân này. Thì để tiếp tục cái điều trị bệnh nhân này trong cái mục tiêu ngắn hạn của bệnh nhân thì chúng ta cũng xem xét lại chế độ ăn và tư vấn lại cái vấn đề ăn uống của bệnh nhân. Thì ở đây thì bệnh nhân được tiếp tục điều trị với thuốc hạ đường huyết. Thì đầu tiên là bệnh nhân được sử dụng MBH. Tại sao sử dụng mình MBH một giờ buổi sáng thì tí xíu là chúng ta sẽ nói. Thì tiếp theo nữa là bệnh nhân được sử dụng linagliptin 5mg một viên. Bệnh nhân được sử dụng tiếp là thuốc để điều trị suy tuyến thượng thận là với liệu trình là sử dụng prednisone 5mg một viên buổi sáng và buổi chiều là 1/2 viên. Ngoài ra bệnh nhân vẫn tiếp tục sử dụng những cái thuốc điều trị tim mạch hiện dùng, nhưng mà được chuyển từ cái lô sạc tăng qua amlodipine và sử dụng atorvastatin. Chúng ta đánh giá rằng cái tình trạng tổn thương thận cấp này có thể là có thể phục hồi được, và để mà có thể tránh tối đa những cái loại thuốc mà tác động lên thận thì chúng ta chuyển qua những cái thuốc mà ít ảnh hưởng đến cái chức năng thận của bệnh nhân, như là thuốc hạ áp là amlodipine, như là insulin nền, như là nhóm ức chế DPP-4. Và một trong những cái lợi điểm của linagliptin là chúng ta không cần phải chỉnh liều cũng như là nồng độ thuốc ổn định với mọi mức độ lọc cầu thận. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là khi bệnh nhân có tổn thương thận thì với những cái loại thuốc DPP-4 khác có trên thị trường Việt Nam như là sitagliptin hay là sasagliptin hay vigagliptin, thì khi sử dụng chúng ta phải giảm liều thuốc tùy theo mức độ lọc cầu thận, mà chúng ta giảm 50% liều hoặc là giảm còn 1/4 liều tối đa. Nhưng đối với linagliptin thì với mọi mức độ lọc cầu thận thì chúng ta có thể sử dụng với một liều duy nhất là 5mg. Và lại chúng ta khó ước đoán được rằng với cái bệnh nhân này thì về lâu về dài cái tình trạng tổn thương thận cấp có thể diễn tiến hay không, có thể là 38, có thể sụt xuống ít hơn 38 hoặc là bệnh nhân phục hồi lại ở mức bình thường. Thì với những cái câu hỏi mà chưa có vấn đề đó, chưa thể trả lời được, cần phải có sự theo dõi có thời gian, thì lựa chọn linagliptin trong cái thời điểm này là một cái sự an toàn cho bệnh nhân. Rồi, trong những cái nghiên cứu về lâm sàng về chức năng thận, tác động của linagliptin lên chức năng thận thì chúng ta thấy rằng là với cái mọi mức độ suy thận từ độ lọc cầu thận bình thường cho đến mức độ nhẹ và đến mức độ suy thận nặng thì các chức năng thận cuối cùng của nghiên cứu đều không bị tác động bởi thuốc linagliptin. Điều này cũng cho thấy rằng là chúng ta sử dụng linagliptin trên mọi giai đoạn suy thận đều an toàn và không lo lắng nhiều đến cái mức độ lọc cầu thận bị tác động. Rồi, chúng ta nói về thận, khía cạnh về an toàn về thận đối với linagliptin. Còn về cái hiệu quả hạ đường huyết của linagliptin thì như thế nào? Thì chúng ta thấy rằng là linagliptin hay là những cái thuốc ức chế DPP-4 khác thì đều có những cái nghiên cứu trên đơn trị kết hợp với metformin, kết hợp với những thuốc khác như là supernatriuria hoặc là kèm với insulin.
Thì chúng ta thấy rằng là trên những cái phác đồ điều trị thì đơn trị, từ nhóm đơn trị trên nhóm bệnh nhân quốc tế hoặc trên nhóm bệnh nhân mà không sử dụng được máy bọc nguyên, hoặc là trên nhóm bệnh nhân châu Á ở người Nhật, thì chúng ta thấy rằng là khi đơn trị linaclotide đều có hiệu quả kiểm soát đường huyết có ý nghĩa so với placebo. Ngoài ra khi dùng kèm kết hợp với những cái thuốc khác như là metformin, sulfonylurea hoặc là insulin thì thuốc đều có cái khả năng làm giảm HbA1c một cách có hiệu quả. Rồi, đó là về HbA1c, còn về đường huyết thì sao? Thì ở trong cái nghiên cứu trên những nhóm bệnh nhân châu Á thì thấy rằng là khi mà sử dụng cái linaclotide trên bệnh nhân đái đường tiếp 2 khi mà so sánh với giả dược, thì sau quá trình mà nghiên cứu, thực hiện nghiên cứu là 24 tuần, thì thấy rằng là đối với khía cạnh về đường huyết đói thì sau khi mà chúng ta xem xét cái kết quả của nghiên cứu thì thấy rằng trên nhóm bệnh nhân sử dụng linaclotide thì đường huyết đói nó giảm một cách có ý nghĩa thống kê so với bệnh nhân sử dụng giả dược. Còn đường huyết sau ăn thì chúng ta thấy rằng là đối với cái nhóm đường huyết sau ăn thì đối với bệnh nhân sử dụng linaclotide thì cũng có giảm đường huyết sau ăn, và nếu như hiệu chỉnh với giả dược thì cái tỷ lệ giảm đường huyết sau ăn này nó cũng tương đương, và cái này là cái khuynh hướng giảm đường huyết sau ăn và khuynh hướng giảm đường huyết đói. Chúng ta sẽ lưu ý đến mức đường huyết sau ăn trên bệnh nhân này, tại vì bệnh nhân này có sử dụng cái thuốc để mà điều trị hồi phục cái chức năng thượng thận là prednisone. Thì chúng ta thấy rằng một trong những cái tính chất của prednisone khi mà tác động lên đường huyết là tăng đường huyết, và làm tăng đường huyết chủ yếu là tăng đường huyết sau ăn. Cho nên rằng khi chúng ta lựa chọn cái nhóm thuốc, chúng ta sẽ ưu thế lựa chọn cái nhóm thuốc mà vừa có tác động làm giảm đường huyết đói mà vừa có thể có tác động làm giảm đường huyết sau ăn. Rồi, tính an toàn tiếp theo của linaclotide là chúng ta nói đến cái nguy cơ hạ đường huyết. Nhưng chúng ta đã biết bệnh nhân này có từng bị hạ đường huyết và đã đến gặp chúng ta vì cái nguyên nhân là hạ đường huyết. Thì chúng ta thấy rằng là tuy nguyên nhân hạ đường huyết của bệnh nhân là do chế độ ăn, do SU, nhưng mà chúng ta phải nghĩ rằng khi chúng ta lựa chọn cái phương pháp điều trị thì chúng ta phải khắc phục được cái tình trạng hạ đường huyết. Tại giống như hồi nãy cô Quỳnh có trình bày, hạ đường huyết ngoài cái tác động lên nguy cơ tim mạch thì còn ảnh hưởng đến tâm lý cũng như là lo lắng của bệnh nhân. Thì cái việc khẩn cấp cần làm trong cái quá trình điều trị ở giai đoạn ngắn hạn này là chúng ta phải khắc phục được cái tình trạng hạ đường huyết và an ủi trấn an bệnh nhân để không để cái tình trạng hạ đường huyết này xảy ra nữa. Thì khi mà so sánh với những cái thuốc khác giả dược hoặc là những cái thuốc mà dùng kèm theo như là metformin hoặc là SU thì chúng ta thấy rằng là linaclotide thì rất ít gây hạ đường huyết. Cái tỷ lệ gây hạ đường huyết chỉ cao khi bệnh nhân được dùng kèm thêm với SU. Thì chúng ta thấy rằng là khi dùng kèm thêm SU thì tỷ lệ có tăng lên, nhưng mà khi mà so sánh với những cái đơn trị và kèm metformin thì hầu như cái tỷ lệ hạ đường huyết, đặc biệt là hạ đường huyết nặng, rất là thấp. Rồi, ở đây chúng ta cũng cho thấy rằng những cái tỷ lệ hạ đường huyết của linaclotide khá là thấp trong những cái các nghiên cứu, thì cũng nói nhắc lại một lần nữa rằng là nguy cơ hạ đường huyết của linaclotide cũng như những cái nhóm TDF4 hầu như rất thấp, và nếu như dùng kèm với SU thì chúng ta phải cẩn trọng thôi. Còn nếu như sử dụng chung với metformin hoặc là những cái nhóm thuốc hạ đường huyết khác, ví dụ như là SGLT2, thì cái nguy cơ được hạ đường huyết nó không nhiều. Rồi, nếu mà chúng ta kết hợp thuốc thì nếu mà chúng ta kết hợp linaclotide so với metformin thì khi mà so sánh với cái nhóm mà dùng lipatric thì chúng ta thấy rằng là thứ nhất là về tỷ lệ hạ đường huyết thì rõ ràng là nhóm bệnh nhân sử dụng linaclotide thì cái giảm đường huyết, các tỷ lệ hạ đường huyết giảm đến 4,8 lần. Trong khi đó, nếu như bệnh nhân tính theo hiệu chỉnh cân nặng thì nhóm bệnh nhân mà sử dụng lipatric thì gây tăng cân nhiều hơn so với linaclotide. Ở đây chúng ta thấy rằng cái biểu đồ cái phía trên màu xám nhạt là cái biểu đồ cân nặng của linaclotide, còn ở dưới là linaclotide, thì rõ ràng khoảng cách giữa linaclotide và linaclotide nó khá là xa. Rồi còn về hiệu quả điều trị thì sao? Hồi nãy anh Triết cũng đã trình bày những cái nghiên cứu so sánh giữa linaclotide và cái linaclotide, thì chúng ta thấy rằng về lâu về dài cái hiệu quả điều trị của linaclotide và linaclotide thì gần như tương tự nhau. Thì đây cũng thấy rằng đối với những bệnh nhân mà hoàn tất điều trị ở 2 năm thì tỷ lệ đạt được cái mục tiêu điều trị HbA1c của linaclotide và linaclotide thì xem nhau khoảng 75-76%, không có khác biệt có ý nghĩa thống kê.
và về tính an toàn cho tim mạch của lignocaptin thì chúng ta thấy rằng là có nhiều nghiên cứu CVOT để đánh giá cái tính an toàn tim mạch của cái nhóm thuốc ức chế DPP-4 trên bệnh nhân đáy đường tiếp 2 từ sacituzumab cho đến acalabrutinib. Thì lignocaptin cũng là một thuốc được đánh giá an toàn tim mạch trên nhiều nghiên cứu. Thì chúng ta thấy có nghiên cứu về so sánh tính an toàn tim mạch giữa lignocaptin và lumabiric, thì chúng ta thấy rằng là sau khi mà kết thúc nghiên cứu thì chúng ta thấy rằng là cái mối nguy cơ tim mạch của lignocaptin thì không, thì nó không làm tăng cũng không làm giảm cái nguy cơ tim mạch. Thì đây cũng là cái nghiên cứu rất lớn mà anh Triết vừa trình bày, thì tôi cũng xin không nhắc lại ở đây. Rồi, chúng ta thấy rằng bệnh nhân này có tiền căn sử dụng thuốc glucocorticoid và bệnh nhân bị suy tuyến thượng thận mạng. Thì trong quá trình điều trị suy tuyến thượng thận mạng của bệnh nhân thì bệnh nhân được bù glucocorticoid. Thì thuốc được lựa chọn ở đây là prednisolone. Thì ở đây chúng ta thấy rằng đây là những cái tác động của prednisone cũng như prednisolone lên đường huyết của bệnh nhân. Thì so với hydroxyzone thì hơi khó tìm, thì prednisone và methylprednisone thì phổ biến hơn. Chúng ta thấy rằng là đây là một cái glucocorticoid có tác dụng trung bình. Thì khi mà uống glucocorticoid thì khi mà ứng với cái thời gian tác động của prednisone là chúng ta sẽ thấy là đỉnh tác động sau 8 giờ và thời gian tác dụng thuốc là 12 đến 16 tiếng. Thì để mà khắc phục cái đỉnh đường huyết mà khi mà sử dụng cái prednisone này thì một trong những cái cách khắc phục là sử dụng thuốc uống và sử dụng insulin. Thì ở đây chúng ta thấy rằng những cái loại thuốc uống mà để mà có thể làm trung hòa cái tác dụng hay tăng đường huyết của prednisone thì chúng ta có sulfonylurea tác dụng ngắn, meliponin, metformin và ức chế men DPP-4. Thì chúng ta xem xét lại những cái thuốc mà bệnh nhân đang có, những thuốc mà bệnh nhân có thể sử dụng. Thì giữa nhóm ESO, meliponin thì chúng ta thấy rằng nếu mà sử dụng thì bệnh nhân có thể sẽ gặp cái nguy cơ hạ đường huyết. Cho nên chúng ta sẽ không cân nhắc mà sử dụng những cái hai nhóm thuốc này. Vả lại là meliponin thì không phải là dễ tìm trên cái thị trường thuốc của chúng ta. Hai thuốc còn lại là metformin ức chế DPP-4 thì chúng ta thấy rằng là metformin thì có thể dùng được. Tuy nhiên với cái mức độ lọc cầu thận này và nghi ngờ bệnh nhân đang có cái tình trạng tổn thương thượng thận thì cái việc sử dụng metformin trong giai đoạn này sẽ không an toàn. Thì đối với nhóm thuốc DPP-4 thì chúng ta cũng khá là có thể sử dụng an toàn trong cái giai đoạn này. Đặc biệt là khi chúng ta sử dụng lignocaptin thì chúng ta không cần phải chỉnh liều thuốc. Nếu mà sử dụng riêng lẻ một phần DPP-4 thì với cái bệnh nhân mà đang sử dụng mà tới hai loại thuốc kiểm soát đường huyết là metformin và lignocaptin tại nhà thì với cái một viên DPP-4 thì có thể khó có khả năng mà có thể làm giảm được cái mức đường huyết, đặc biệt là cái mức đường huyết sau ăn đúng vào cái đỉnh của prednisone mà bệnh nhân được sử dụng. Cho nên rằng chúng ta có thể thêm vào một mũi AMPH vào buổi sáng, thay vì dùng buổi tối thì chúng ta thêm vào buổi sáng lúc mà bệnh nhân ăn sáng, để có thể là cái thời gian tác dụng của AMPH nó trồng lấp với cái thời gian mà prednisone có tác dụng, nó trung hòa cái tác dụng làm tăng đường huyết của prednisone. Và dĩ nhiên cái khả năng sử dụng insulin AMPH này có thể là ngắn hạn thôi, tại vì nếu như về thời gian lâu dài, nếu như chúng ta theo dõi tình trạng bệnh nhân ổn định, độ lọc cầu thận cải thiện thì chúng ta xem xét kết hợp ức chế men DPP-4 với một loại thuốc viên khác mà chúng ta có thể lương AMPH. Rồi. Trên nhóm bệnh nhân mà ức chế có sử dụng glucocorticoid thì những nhóm thuốc ức chế men DPP-4 có hiệu quả làm giảm đường huyết sau ăn. Đây cũng là một cái tác dụng cộng thêm của nhóm ức chế DPP-4 nói chung và của lignocaptin nói riêng. Thì có một cái nghiên cứu đánh giá cái hiệu quả làm giảm đường huyết của ức chế men DPP-4 trên nhóm bệnh nhân sử dụng glucocorticoid. Thì đây là cái nghiên cứu được thực hiện ở Nhật Bản, được áp dụng trên những cái bệnh nhân mà phải sử dụng glucocorticoid để điều trị những cái bệnh mãn tính khác. Thì người ta sẽ sử dụng máy đo đường huyết theo dõi liên tục CGM để đánh giá coi là mức đường huyết dao động trong ngày của những cái bệnh nhân này như thế nào. Thì người ta thấy rằng trong quá trình theo dõi thì thấy rằng là khi mà đo cái đường huyết sau ăn cũng như đo đường huyết trước ăn, đỉnh đường huyết sau ăn cao nhất vân vân, thì người ta thấy rằng là những cái nhóm bệnh nhân mà có sử dụng kèm theo với những ức chế men DPP-4 thì thấy rằng là giảm rõ rệt cái mức đường huyết sau ăn. Ở đây là trung bình đường huyết sau ăn trong vòng 3 giờ thì mình thấy là ở bữa ăn sáng, bữa ăn trưa cũng như bữa ăn tối thì sau mà khi sử dụng thuốc thì cái đường huyết có giảm rõ rệt, giảm từ 188 đến 155 mg trên dl. Và cái mức giảm này đều có ý nghĩa thống kê. Thì chúng ta quay lại với cái bệnh nhân mà trong ca lâm sàng này, thì bệnh nhân sẽ được kê AMPH 10 đơn vị buổi sáng tiêm dưới da.
sử dụng linaleptin 10 mg và bù prednisone với liều lượng là sáng 5 mg, chiều 2,5 mg, và sử dụng thuốc huyết áp là amlodipine và atorvastatin. Một tuần sau bệnh nhân được hẹn khám lại thì bệnh nhân ăn uống được, bệnh nhân điều chỉnh lại chế độ ăn và không còn cơn hạ đường huyết nữa. Thì buổi sáng đo được đường huyết dao động từ 140 đến 150 mg trên decilit, đường huyết sau ăn trưa khoảng 200-203, và đường huyết buổi tối trước khi đi ngủ là khoảng 160 đến 180. May mắn thay là khi bệnh nhân ngưng hết những cái thuốc mà giảm đau thì cái độ lọc cầu thận nó trở về mức bình thường là 73 ml trên phút. Thì với cái mức độ lọc cầu thận thì bệnh nhân được thêm vào một viên metformin 500 mg nữa. Thì để thuận tiện cho bệnh nhân thì bệnh nhân được sử dụng viên phối hợp linaleptin với metformin với liều lượng là 2.5 đến 100 mg, sử dụng tiết insulin MPH tiêm dưới da buổi sáng và dùng prednisone với liều lượng như cũ, và bệnh nhân được hẹn tái khám lại sau một tháng nữa. Thì sau một tháng thì bệnh nhân ăn được, khỏe hơn và cũng không còn cơn hạ đường huyết. Thì đường huyết sáng đói của bệnh nhân là khoảng 86 đến khoảng 101. Rồi đường huyết sau ăn trưa là 106 đến 175. Độ lọc cầu thận vẫn ở mức ổn định với ước đoán là 71 ml trên phút. Thì lúc này là bệnh nhân được ngưng MPH và được sử dụng tăng cường metformin thêm một cữ buổi chiều nữa. Thì với liều lượng là viên phối hợp linaleptin metformin 2,5 500 một viên uống buổi sáng, một viên uống buổi chiều. Bệnh nhân được uống tiếp tục prednisone nhưng mà chỉ uống một viên buổi sáng thôi, bác sĩ cho bệnh nhân ngừng cái viên nửa viên buổi chiều, sử dụng thuốc hạ áp và lô sạc tăng và atorvastatin, và hẹn khám lại sau 2 tháng nữa để xem xét lại tình trạng đường huyết cũng như là cái HbA1c của bệnh nhân. Thì sau 3 tháng khi bệnh nhân đến khám thì bệnh nhân ăn được, khỏe hơn, không còn cơn hạ đường huyết nữa. Và đường huyết sáng bệnh nhân đo được là khoảng 135 mg trên decilit, sau ăn trưa là dao động khoảng 200 mg trên decilit, và HbA1c lúc đó là khoảng 7.4%, là gần đạt mục tiêu của chúng ta đặt ra lúc ban đầu. Thì ở đây là những cái chia sẻ về cái ca lâm sàng mà em đã gặp và điều trị. Thì với việc tiếp cận bệnh nhân bị hạ đường huyết thì chúng ta phải xác định rõ những cái nguyên nhân làm cho bệnh nhân hạ đường, cũng như xác định những cái vấn đề của bệnh nhân để mà lựa chọn thuốc cũng như lựa chọn các phác đồ điều trị cho phù hợp. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý anh chị và đồng nghiệp. Dạ, để tiếp nối chương trình thì là chúng ta sẽ có một cái phần sau là chúng ta có phần thảo luận và câu hỏi hoặc là tham luận, nếu mà các anh chị có những cái kinh nghiệm hoặc là muốn chia sẻ hoặc là góp ý gì trong ba cái bài báo cáo mà vừa qua các anh chị có được nghe. Thì để cho cái buổi thảo luận nó sôi nổi thì các anh chị có thể gửi những cái câu hỏi về cho trong cái phần chat đó, các anh chị gửi đi, chúng tôi sẽ cố gắng chúng tôi trả lời để cho nó có nhiều cái câu hỏi cho nó sôi nổi. Còn nếu anh chị nào mà có tham luận thì chúng tôi cũng ủng hộ, tức là anh chị có thể tham luận trên cái phần mà về hạ đường huyết hoặc là những cái gì mà các anh chị cảm thấy rằng là các anh chị muốn chia sẻ cái kinh nghiệm riêng của mình. Để bắt đầu thì chúng tôi có cái câu hỏi đầu tiên, đó là khó khăn lớn nhất trong phòng ngừa hạ đường huyết trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 là gì? Thì cái câu này không dành riêng cho một báo cáo viên nào hết, cho nên rằng xin mời mỗi báo cáo viên thì nói lên cho mình biết là cái khó khăn lớn nhất trong phòng ngừa hạ đường huyết trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 là gì? Thì xin mời bác sĩ Triết trước. Để với lại các anh chị đó, cái nguy cơ hạ đường huyết thì các anh chị biết là rất nhiều yếu tố nguy cơ. Nhưng mà nó có một cái điều quan trọng mà tôi hay nhắc đi nhắc lại, đó là mình không có nhận biết được những cái cơ hệ đường huyết mà bệnh nhân không nhận biết và mình lơ luôn. Trong thực tế là đôi khi chúng ta không quan tâm luôn, nếu mà bệnh nhân nói khỏe thì chúng ta không quan tâm luôn. Cho nên bao giờ chúng ta, người ta nói là khi mà mình đặt một cái bút xuống mình kê cái nhóm thuốc sinsulinuria thì mình phải tư vấn về vấn đề hạ đường huyết, đó là chuyện đầu tiên. Đó là mình có một cái dạng như phải phòng thủ trước về cái cơn hạ đường huyết khi chúng ta sử dụng thuốc. Cái thứ hai trong thực tế tôi thường gặp đó là bệnh nhân không có cái máy đo đường tại nhà. Chính vì vậy cho nên khi mà mình tư vấn bệnh nhân mình xử trí cơn hạ đường huyết khi mà đói bụng, mà bệnh nhân phải ăn phải uống sữa như thế nào, nhưng thực sự người ta không có máy đo đường, người ta cũng không có biết cách xử trí như thế nào. Chính vì vậy cho nên là cái chuyện thứ hai là mình hướng dẫn bệnh nhân có những cái máy đo đường huyết để mà khi mà có những cái triệu chứng đó, chúng ta phát hiện và chúng ta xử trí.
tránh trường hợp một số bệnh nhân mình người ta đói, lúc nào người ta cũng cảm giác đói hết và người ta phải ăn liên tục. Và một số người thực sự là người ta không có cơ hạ đường huyết luôn, người ta chỉ cảm giác là đói bụng thôi và người ta cứ ăn liên tục, như vậy đường huyết lại khó kiểm soát hơn. Chính vì vậy cho nên là phòng ngừa hạ đường huyết thì tôi đã nói rồi, chúng ta tác động trên tất cả những yếu tố nguy cơ. Nhưng mà hai cái yếu tố mà trong tình hình lâm sàng mình thường gặp là như vậy, khi mà bệnh nhân không có đo đường, không có theo dõi đường và không có tuân thủ chế độ ăn, thì đó là những cái điều chúng ta cần lưu ý. Rồi, giờ mời bác sĩ Diễm ạ. Hay là bác sĩ thì khó khăn nào lớn nhất trong phòng ngừa hạ đường huyết? Dạ, cảm ơn những chia sẻ của anh Triết. Thì ngoài những cái vấn đề mà anh Triết đã đề cập rồi thì em cũng thấy là một trong những cái khó khăn lớn nhất là mình cái quá trình mà mình hướng dẫn bệnh nhân về chế độ ăn cũng như là cách phòng ngừa đó, thì mình phải cố gắng mình nói cho người ta hiểu được rằng cái việc mà sử dụng thuốc với lại hạ đường huyết là nó có sự liên quan với nhau, cố gắng tuân thủ cái chế độ ăn sao cho nó đều đặn, cũng như cái giờ tập thể dục, chế độ sinh hoạt nó đều đặn thì mới có thể là tránh được. Thì giống như anh Triết nói thì những cái nhóm thuốc như là insulin hay là SU là điều kiện cần để mà xảy ra cái cơn hạ đường huyết nặng, nhưng mà chúng ta còn những cái điều kiện đủ khác mà cái nguyên nhân mà gây ra cái điều kiện đủ này nó rất là đa dạng, ví dụ như bệnh nhân bỏ ăn, bệnh nhân bị ói, rồi bệnh nhân tăng cường tập luyện tập thể dục vân vân, thì những cái yếu tố đó mình phải nhắc bệnh nhân và mình có thể là mình có thời gian mình mỗi lần khám mình sẽ nói tới nói lui để cho bệnh nhân hiểu cái vấn đề. Ngoài ra thì những cái vấn đề như là nhận biết hạ đường huyết cũng như là phương tiện theo dõi cũng rất là quan trọng. Mà thông thường thì khi em hỏi, khi mà kê thuốc SU hoặc kê insulin thì lúc nào cũng hỏi là có bao giờ bị triệu chứng đói bụng, lả mồ hôi hay không. Nhiều khi bệnh nhân quên, bệnh nhân không nói, bệnh nhân vượt qua cái cơn đó. Cho nên là lúc nào mình thấy cái to thuốc có SU hoặc là insulin thì mình cũng nên hỏi bệnh nhân xem bệnh nhân có những cái tình trạng mà hạ đường huyết đó hay không. Dạ em xin hết ạ. Dạ. Thì các anh chị cũng nghe nói rằng là mỗi bác sĩ thì sẽ thấy cái khó khăn nào là khó khăn lớn nhất, nhưng những cái điều mà bác sĩ Triết cũng như bác sĩ Diễm nêu ra là những cái điều mà bác sĩ lâm sàng cần lưu ý. Thì theo tôi cái khó khăn lớn nhất trong phòng ngừa hạ đường huyết đó là bệnh nhân không có kiến thức về hạ đường huyết cũng như là tăng đường huyết. Vậy thì có nhiều bệnh nhân chỉ cần vô khám đường huyết cao, bác sĩ la là về ngày hôm đó sẽ không ăn gì nữa hoặc là kiêng hết tất cả những cái gì liên quan tới cơm tới ấy để cho đường tốt nhất và nghĩ rằng là càng thấp càng tốt. Và khi mà hễ mà đo đường mà thấy thấp quá thì lại ăn thật nhiều mà có thể tự bỏ thuốc. Thì đó là cái khó khăn lớn nhất trong phòng ngừa hạ đường huyết hiện nay, là cái kiến thức của bệnh nhân về hạ đường huyết và tăng đường huyết, kiểm soát đường huyết nó không có được hoàn chỉnh. Cứ thấy đường cao thì lại sợ quá không ăn, mà đôi khi lại tự tăng thêm liều uống, liều chích. Còn trong khi đường đo thấp một cái là đi ăn lung tung hết, cái gì cũng ăn để tránh cái hạ đường huyết hoặc cảm giác sợ hạ đường huyết. Thì đó là cái phần mà chúng ta cảm thấy bây giờ chúng ta cần phải khắc phục, đó là cung cấp kiến thức cho bệnh nhân hiểu một cách đúng đắn và đầy đủ. Không quá sợ hãi về hạ đường huyết nhưng cũng không quá sợ hãi về tăng đường huyết. Và khi có những cái thắc mắc như vậy thì cái tốt nhất chúng ta cũng cần có một cái nhóm gọi là tư vấn hoặc là giúp đỡ cho bệnh nhân khi bệnh nhân có những cái thắc mắc liên quan tới đường huyết mà cần cái xử trí hoặc là cái giúp đỡ gì ngay lập tức trong cái thời gian đó. Cái phần thứ hai, câu thứ hai có các anh chị hỏi là để tránh hạ đường huyết cần theo dõi đường huyết 2 hay 3 lần mỗi ngày là tốt nhất. Thì câu này theo tôi nếu dùng cho bệnh nhân đái tháo đường type 2 thì câu này không cần thiết phải theo dõi đường huyết 2 hay 3 lần mỗi ngày, mà có thể là bệnh nhân chỉ theo dõi đường huyết định kỳ, có thể một tuần 1-2 lần tùy theo cái mức độ kiểm soát đường huyết tốt hay không. Nếu đường huyết kiểm soát kém thì có thể các anh chị theo dõi cần thiết hơn, ví dụ như ngày nào đó chúng ta theo dõi một ngày 3 lần, hoặc là có thể là 3 lần trước ăn hoặc trước ngủ là 4 lần trong một ngày và 2-3 lần một tuần, chứ không cần thiết là theo dõi liên tục mỗi ngày đối với đái tháo đường type 2. Và khi các anh chị theo dõi như vậy thì cũng cần thiết là phải ghi nhận cái chế độ ăn, tập thể dục, lối sống để chúng ta song song với cái đường huyết đo được đó, chúng ta coi là nó có cái sự thay đổi ăn uống hay tập thể dục gì nó làm cho đường huyết chúng ta dao động và cần điều chỉnh, hơn là chúng ta cứ đo đường bỏ đó nhưng mà cao thấp gì chúng ta vẫn không có can thiệp tích cực để thay đổi. Bác sĩ Diễm và bác sĩ Triết có ý kiến gì thêm không ạ? Dạ không ạ, em thống nhất với chị Quỳnh. Cái quan trọng nhất á, khi mà chúng ta dùng chữ ở đây để tránh hạ đường huyết, mà đo đường huyết thì không để tránh hạ đường huyết. Đo đường huyết là để phát hiện những cái cơn hạ đường huyết. Và cái chuyện quan trọng nhất là như bác sĩ Quỳnh trình bày là người ta đo ra, người ta phải biết là có hạ đường huyết hay không, mà nếu có hạ thì xử trí như thế nào và phòng ngừa ra sao. Do đó tôi nhắc lại, để tránh và phòng ngừa hạ đường huyết đó là chúng ta phải tư vấn bệnh nhân một cách toàn diện. Còn cái số lần mà đo như thế nào nó còn phụ thuộc vào cái phác đồ mà chúng ta điều trị nữa.
Ví dụ như cái thuốc chúng ta sử dụng insulin A, chúng ta sử dụng insulin nền thì khác, và chúng ta sử dụng insulin nhiều mũi thì khác, thì nó tùy và không có một cái quy định nào cho tất cả các đối tượng mà nó cần phải cá thể hóa. Dạ, cái câu thứ ba là xin hỏi nhờ bác sĩ Diễm chia sẻ cách xử trí trong hạ đường huyết ở mức độ 2, level 2. Dạ, cảm ơn câu hỏi của quý đồng nghiệp. Thì mức độ hạ đường huyết level 2 thì đối với bệnh nhân hạ đường huyết mà bệnh nhân vẫn còn có thể tỉnh táo và có thể tự có thể cấp cứu được cho mình đó, thì đầu tiên là bệnh nhân phải sử dụng cái những loại đường nhanh. Cái đường nhanh đó có hàm lượng gluco là khoảng 15g, thì cái đó là tương đương với nửa lon nước ngọt nè, hoặc là 3 viên đường, hoặc là 3 thìa đường, hoặc là mật ong ha. Thì có bất cứ trong tay có cái phương tiện gì thì cho bệnh nhân sử dụng cái phương tiện đó. Thì nếu mà sau khi mà uống xong nước đường và đường huyết đã hồi phục thì bệnh nhân sẽ cần được ăn một bữa ăn có cái lượng carbohydrate hấp thu từ từ, thì cái đó có thể là cơm, mì, cháo, phở, rồi để mà có thể là, tại vì cái tác nhân gây hạ đường huyết còn ở trong cái cơ thể bệnh nhân, ví dụ như SO, những loại SO tác dụng dài, có dài 24 giờ, hoặc là insulin nền, hoặc là insulin theo bữa ăn thì cũng phải 3-4 tiếng sau nó mới hết tác dụng, cho nên là bệnh nhân cần phải có một bữa ăn thêm để mà bổ sung cái lượng carbohydrate để hấp thu từ từ. Ngoài ra thì chúng ta còn phải theo dõi tiếp cái thời gian trong ngày, coi là có còn cơn hạ đường huyết hay không, buổi chiều hoặc là những thời điểm buổi tối xem còn cơn hạ đường huyết hay không, và nếu như cần thiết thì phải đi khám đến bác sĩ để mà để coi cái nguyên nhân hạ đường huyết là gì, để mà tư vấn thay đổi điều trị hoặc là tư vấn lại cái cách sinh hoạt của bệnh nhân. Dạ, xin hết ạ. Dạ, cái câu hỏi thứ tư là hỏi thầy Triết ạ. Thầy cho em hỏi linaliptin thì ES bao nhiêu, tức là suy tim ES bao nhiêu thì chống chỉ định ạ? Cái câu này thì cũng đơn giản thôi. Chúng ta thấy là linaliptin và sitaliptin là hai cái nhóm thuốc là an toàn cho tim mạch và an toàn cho bệnh nhân suy tim, người đó người ta cũng không có nói cái giới hạn của ES bao nhiêu để chúng ta sử dụng, và khá là an toàn. Các anh chị có thể sử dụng suy tim ở tất cả các giai đoạn tùy theo cái mục đích mà chúng ta muốn kiểm soát đường huyết, và quan trọng nhất là chức năng thận, chức năng gan bệnh nhân như thế nào để mà chúng ta quyết định sử dụng. Dạ, thì để bổ sung với câu này thì các anh chị nhớ là trong các ức chế DDP4 hiện tại thì mình chú ý trên bệnh nhân suy tim là mình chỉ định sitaliptin là không phù hợp. Còn các loại ức chế DDP4 khác thì an toàn tim mạch, cho nên các anh chị có thể sử dụng cho những bệnh nhân mà có suy tim. Câu hỏi số 5 ạ. Xin cô chia sẻ kinh nghiệm để giảm nguy cơ hạ đường huyết thì mức đường huyết A1C nào là tối ưu ở những bệnh nhân cao tuổi, có nhiều bệnh nền và bệnh nhân suy thận mạng. Thì mời bác sĩ Triết chia sẻ kinh nghiệm trước ạ. Cao tuổi, nhiều bệnh nền và suy thận mạng. Cái câu này thì các anh chị thấy là nếu mà các anh chị có tham dự những cái hội thảo trước khi mà người ta có những cái bài liên quan đến cá thể hóa trong điều trị đó đã được tiếp ngay, thì chúng ta sẽ có một cái bảng để mà chúng ta đánh giá cái, để mà chúng ta chọn cái mục tiêu như thế nào để cá thể hóa cho bệnh nhân, nó dựa trên rất nhiều những cái tiêu chí. Như các anh chị liệt kê đây được 3-4 cái tiêu chí đó, là bệnh nhân cao tuổi có nhiều bệnh nền, suy thận mạng, thì nó còn những cái tiêu chí khác liên quan đến là thời gian đái tháo đường bao lâu, có bao nhiêu cái bệnh lý kèm theo, có biết cách xử trí và nhận biết cái cơn hạ đường huyết hay không, như tuổi các anh chị nói ở đây là có bệnh thận mạng như thế nào đó, và cuối cùng đó là kiến thức bệnh nhân có mong muốn điều trị hay không, và hệ thống chăm sóc y tế. Thì nếu mà tôi đi giảng về cái bài đó, tôi hay đưa cái bảng nó ra, và các anh chị dựa trên cái bảng đó để các anh chị tích vào những cái đặc điểm của bệnh nhân mình, để mà chúng ta quyết định là bệnh nhân đó chúng ta kiểm soát tích cực hoặc là kiểm soát nới lỏng một chút. Thì mục tiêu A1C nó sẽ dao động có khi là dưới 7%, ở người cao tuổi có thể từ 7-7.5%, và một số trường hợp mà suy yếu nhiều có khi là từ 7.5-8%, hoặc từ 8-8.5%. Như vậy là cái đối tượng mục tiêu A1C của mình là nó cá thể hóa, và nó phụ thuộc rất nhiều vào cái người bệnh nhân mà đang đối diện với mình. Như các anh chị thấy, nếu mà các anh chị chỉ cho ba cái thông tin là bệnh nhân cao tuổi, nhiều bệnh nền và có suy thận mạng, thì theo tôi đánh cái này là cái cảm tính của mỗi người dựa trên cái bảng đó, các anh chị có thể tự chọn. Ví dụ tôi có thể chọn ở mức từ 7.5-8%. Tuy nhiên các anh chị nói không, bệnh nhân này là còn khỏe lắm, bệnh nhân này có hiểu biết lắm, có thể điều trị tích cực hơn nữa, thì các anh chị có quyền đưa xuống dưới 7.5%. Hoặc là các anh chị muốn hơn nữa thì thấp hơn nữa, thì cái cách đó là chia sẻ để chúng ta biết là cá thể hóa nó là như vậy, chứ không phải nó là dựa trên một cái tiêu chí đó là chúng ta chọn một cái A1C cho bệnh nhân. Và cái thứ hai nữa là cái mục tiêu A1C nó là mục tiêu động,
Tức là ví dụ như khi chúng ta tiếp cận bệnh nhân này trong những giai đoạn đầu tiên, rồi chúng ta làm từng bước, chúng ta đưa A1C xuống còn khoảng 8, và sau đó chúng ta thấy bệnh nhân này có vẻ an toàn tới mức 8, có hiểu biết và cần đưa xuống nữa, thì chúng ta những cái đợt sau chúng ta có thể đưa xuống 7,5. Đó là cái cách mà tiếp cận một bệnh nhân làm sao mà chúng ta chọn A1C cá thể hóa. Dạ, thì tôi cũng đồng ý với lại bác sĩ Triết về cái câu trả lời này. Nhưng mà các anh chị hiểu là cá thể hóa ngoài những cái chuyện mà cao tuổi, bệnh nền và suy thận mạng thì còn cá thể hóa về đối tượng chăm sóc. Tức là nếu những cái người cao tuổi này, bệnh nền là bệnh gì, sa sút trí tuệ hay tai biến, ăn uống đi lại khó, ăn bằng đường miệng hay ăn qua sông dạ dày, thì tất cả những cái đó nó còn là cái yếu tố các anh chị quyết định về cái chuyện mà bệnh nhân mức đường huyết bao nhiêu là tốt. Hoặc là những bệnh nhân cao tuổi nhưng sống một mình, không có ai chăm sóc hết, hoặc là bệnh nhân này sống thì có xung quanh có nhiều người và đo đường huyết theo dõi liên tục, hoặc là kiến thức như là bác sĩ Triết nói là hiểu biết nhiều và bệnh nhân muốn được điều trị tích cực, thì đó là những cái mà các anh chị còn phải cá thể hóa riêng thêm trên những cái bệnh nhân mà các anh chị xếp vô cái nhóm là cao tuổi, bệnh nền và suy thận mạng. Chuyện thứ hai là ví dụ như nếu bệnh nhân đến với mình A1C bằng 10 thì các anh chị sẽ cố gắng đưa xuống 9, rồi từ từ chúng ta đưa xuống 8.5, mà bắt đầu thấy bệnh nhân chịu đựng được hoặc có những cái đợt hạ đường huyết thì chúng ta dừng lại ở 8.5, nhưng nếu thấy tốt chúng ta có thể đưa xuống 8. Thì đó là cái mà trên lâm sàng các anh chị cứ từ từ can thiệp cho những bệnh nhân này. Vì các anh chị làm nhanh thì bệnh nhân cũng chẳng thể giảm được cái biến chứng của đái tháo đường ở những cái bệnh nhân mà cao tuổi và có nhiều cái bệnh như thế này. Mà các anh chị khi các anh chị giảm đường huyết nhanh, các anh chị cho liều insulin cao, tức là các anh chị tăng nguy cơ bệnh nhân vào hạ đường huyết, thì đó là những cái mà các anh chị lưu ý. Và trên những bệnh nhân này thì cái hạ đường huyết đêm là rất quan trọng, cho nên thường chúng ta sẽ kiểm soát và chúng ta đo cái đường huyết trước ăn tối, sau trước đi ngủ hoặc là sau ăn chiều, để chúng ta coi trong đêm và chúng ta chỉnh những cái thuốc làm sao để buổi chiều, ví dụ như đặc biệt là insulin mà có insulin nhanh, insulin nền hoặc là NBH, thì chỉnh cái liều đêm làm sao để cho ít cái nguy cơ hạ đường huyết đêm. Và trên bệnh nhân mà đã có suy thận thì đôi khi A1C nó không phản ánh được cái mức độ kiểm soát đường, mà đôi khi bệnh nhân bị thiếu máu rất là nặng, hoặc là bệnh nhân có cái tình trạng thiếu máu mạng mà nó làm cho A1C lúc nào cũng tốt. Do đó trên những bệnh nhân mà nhiều bệnh thì đôi khi các anh chị theo dõi đường huyết, các anh chị chỉnh đường trước ăn sau ăn, chỉnh theo chế độ ăn thì nó lại tốt hơn là các anh chị theo dõi A1C mỗi 3 tháng. Dạ, cái câu hỏi số 6 là có một bác sĩ hỏi là tại sao dùng Libenlamid chống chỉ định cho bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 và sau khi cắt bỏ tuyến tụy. Thì câu này rất đơn giản, tôi xin trả lời là khi bệnh nhân dùng SU thì bệnh nhân phải có tế bào beta thì nó mới tiết ra insulin, và đó là cơ chế kiểm soát đường huyết của nhóm SU. Cho nên không phải Libenlamid mà tất cả các SU hoặc là Clinic khi bệnh nhân đã cắt tuyến tụy hoặc đái tháo đường tiếp 1 tự miễn suy tế bào beta thì chúng ta không sử dụng SU cho những nhóm này. Lý do đơn giản là vì không còn tế bào beta để kích thích tiết insulin. Câu hỏi kế tiếp xin dành cho bác sĩ Triết là cho em hỏi là trên bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 tuổi còn tương đối trẻ, ví dụ trung niên, trẻ mà trung niên thì không biết là bao nhiêu tuổi, chức năng thận còn tốt, đái tháo đường dưới 5 năm thì có nên ưu tiên sử dụng DDP ức chế DDP4 như liraglutide hay không, hay chỉ ưu tiên dùng khi bệnh nhân có nguy cơ hạ đường huyết cao? Các anh chị lưu ý. Xin mời bác sĩ Triết. Các anh chị lưu ý là cái hướng tiếp cận điều trị đái tháo đường bây giờ chúng ta thấy là một bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2, chuyện đầu tiên là chúng ta điều trị metformin, sau đó chúng ta sẽ đánh giá cái nguy cơ tim mạch là bệnh tim mạch sơ vữa, bệnh thận mạng và có suy tim hay không, để chúng ta lựa chọn những cái nhóm thuốc phù hợp, ví dụ như đồng vận GLP-1 hoặc là ức chế SGLT2. Trong trường hợp không có những cái chỉ định bắt buộc đó thì người ta chia cho chúng ta rất là nhiều nhóm. Nhóm mà chúng ta muốn hạn chế nguy cơ hạ đường huyết, nhóm mà chúng ta muốn bệnh nhân không tăng cân hoặc là giảm cân, nhóm mà chúng ta cần phải tiết kiệm chi phí điều trị vân vân, thì chúng ta cứ dựa trên cái hướng dẫn đó mà chúng ta tiếp cận được với bệnh nhân một cách toàn diện, chứ không phải là chỉ đơn thuần chúng ta chỉ nói bệnh nhân có nguy cơ hạ đường huyết hay không để mà chúng ta lựa chọn thuốc nào, mà nó là cả một quá trình chúng ta phải đánh giá toàn diện cách bệnh nhân, một cách toàn diện bệnh nhân. Và nhắc lại là liraglutide chỉ đơn thuần là một cái thuốc điều trị đái tháo đường thôi, thì có thể chúng ta sử dụng ở tất cả các giai đoạn nào cũng được để mà chúng ta giúp kiểm soát đường huyết, chúng ta biết về những cái ưu điểm của nhóm thuốc đó và khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta tư vấn cho bệnh nhân của mình. Dạ, bác sĩ Diễm có ý kiến gì thêm về cái câu hỏi này không ạ? Dạ, thì đối với bệnh nhân đái tháo đường thì đối với bệnh nhân nhóm bệnh nhân này thì cái ưu tiên đầu tiên chúng ta điều trị là để kiểm soát đường huyết. Và nếu như theo cái tình huống mà anh chị đồng nghiệp hỏi thì có bệnh nhân này thì hầu như là không có bệnh nền gì hết, cho nên là chúng ta có thể đặt mục tiêu đường huyết chặt chẽ là 6.5 hoặc là
7 chấm nhé. Thì đối với giống như là anh Chí đã nói là em cũng đồng ý là cái chúng ta lựa chọn thuốc điều trị để đạt được cái mục tiêu điều trị, thì ngoài những cái thuốc khác thì vinamectin cũng là một sự lựa chọn. Và nếu như mà cần thiết thì chúng ta có thể thêm nếu phục nguyên hoặc thêm những cái thuốc khác tùy theo tình trạng thực tế của bệnh nhân. Dạ, vậy thì là các anh chị đã nghe ý kiến của bác sĩ Triết cũng như bác sĩ Diễm, thì theo ý tôi là đối với bệnh nhân này thì các anh chị có thể cân nhắc, ví dụ tôi cho metformin rồi, khi thất bại với metformin thì bệnh nhân có thể được dùng ức chế SGLT2 hoặc là ức chế DDP4 hoặc là SU. Thì các anh chị cân nhắc về cái chuyện mà bây giờ linalistin hay ức chế DDP4 với SU thì bệnh nhân này dùng cái gì có lợi, thì các anh chị sẽ thấy rằng nhóm ức chế DDP4 nó có cái ưu điểm hơn SU ở chỗ là nó không làm hạ đường huyết, nó giảm đường huyết HB1C cũng gần gần như ức chế DDP4 và nó không làm bệnh nhân tăng cân. Nhưng cái nhược điểm mà lớn nhất hiện giờ rất nhiều bác sĩ mà cân nhắc khi cho ức chế DDP4 đó là không có trong bảo hiểm liên y tế, hoặc là cái giá thuốc đối với bệnh nhân thì tương đối là chi phí nó hơi cao trong điều trị. Và ưu tiên bệnh nhân này thì không có nguy cơ hạ đường huyết, vậy thì cái ưu tiên sử dụng là nếu bệnh nhân về khả năng kinh tế bệnh nhân chi trả, và cái chỗ anh chị có ức chế DDP4 thì các anh chị thấy rằng về hiệu quả cả giảm đường thì hai cái như nhau, về cân nặng thì nó không làm tăng cân như là SU và nó không gây hạ đường huyết như là SU. Vậy thì các anh chị cân nhắc, các anh chị thấy cái nào có lợi. Còn nếu ví dụ ta thêm ức chế DDP4 với MET mà đường vẫn không kiểm soát được thì lúc đó anh các chị là đi thêm một cái bước nữa. Cho nên rằng không phải chờ cho bệnh nhân có suy thận, chờ cho bệnh nhân có suy gan hoặc chờ cho bệnh nhân có nguy cơ hạ đường huyết, lúc đó tôi mới nghĩ đến ức chế DDP4. Mà ức chế DDP4 nó có thể là một cái thuốc phối hợp hạng 2 ngay từ khi các anh chị thất bại với metformin, khi các anh chị cân nhắc ưu điểm nó với SU. Hoặc là các anh chị có thể phối hợp ngay ức chế SGLT2 khi cân nhắc cái ưu điểm, ví dụ nó có thêm cái ưu điểm giảm cân vậy thì nó lợi cho cái đạm niệu hay gì đó, thì các anh chị cũng có thể cân nhắc ức chế SGLT2 như một cái thuốc phối hợp ngay hàng 2, chứ không phải chờ tới tôi có bệnh tim mạch, tôi có bệnh mạch vành tôi mới phối hợp cái ức chế kênh SGLT2. Thì đó là những cái mà trên lâm sàng các anh chị cân nhắc chọn thuốc vì những cái ưu tiên hoặc là những cái nhược điểm, ưu điểm gì của nhóm thuốc nào, các anh chị cân nhắc trên từng bệnh nhân, chứ không phải chờ cho tới khi có bệnh lý có lợi hoặc là có suy thận có chỉ định thì vân vân thì các anh chị mới dùng, thì bệnh nhân sẽ không có được hưởng cái lợi ích ngay từ ban đầu. Câu số 8 là xin hỏi là có thể sử dụng Tradjenta hay các ức chế DDP4 khác cho bệnh nhân đái tháo đường lọc máu không? Hiệu quả và an toàn của Tradjenta trên bệnh nhân đái tháo đường này như thế nào? Có cần lưu ý gì khi sử dụng Tradjenta trên bệnh nhân này không? Thì câu hỏi này xin dành cho tôi, tại vì chị hỏi. Thì tôi xin trả lời là có một cái nghiên cứu, người ta đã đem tất cả những bệnh nhân đái tháo đường giai đoạn 5 có lọc thận, có lọc màng bụng và có lọc máu, và không lọc máu, tức là bệnh nhân có suy thận giai đoạn 5, có lọc thận, có lọc màng bụng và không có lọc thận ở giai đoạn 5. Người ta chuyển tất cả những bệnh nhân đang điều trị insulin nền, insulin mix sạc 2 mũi hoặc là uống những cái nhóm thuốc khác, chuyển hết tất cả sang điều trị Tradjenta. Thì người ta thấy rằng là Tradjenta nó có hiệu quả kiểm soát đường huyết và được sử dụng cho tất cả các nhóm bệnh nhân có suy thận ở mức độ 5, có lọc thận, không lọc thận hoặc lọc màng bụng. Và người ta thấy rằng là Tradjenta an toàn không giảm liều cho tất cả những bệnh nhân này. Cho nên hiện tại các anh chị thấy rất nhiều bệnh nhân suy thận giai đoạn 4, giai đoạn 5, không lọc thận, bệnh nhân chỉ dùng một viên Tradjenta thì nó sẽ có ưu điểm hơn là các anh chị dùng insulin. Vì thứ nhất, bệnh nhân phải chích. Thứ hai là insulin sẽ đẩy cái người suy thận vào trong cái tình trạng hạ đường huyết vì nó là kéo dài thời gian bắn hủy của insulin. Và Tradjenta nó đơn giản hơn vì khi mà các anh chị biết dùng ức chế DDP4 mà bệnh nhân không ăn uống được hoặc có nguy cơ hạ đường huyết thì nó có thể đảo ngược và nó kích thích tiết glucagon, nó giảm tiết insulin, cho nên cái nguy cơ hạ đường huyết của Tradjenta trên cái nhóm bệnh nhân nguy cơ cao này rất thấp. Và cái nghiên cứu Carolina thì các anh chị cũng thấy là dùng Tradjenta trên cái nhóm bệnh nhân có bệnh tim mạch, thận thì nó an toàn tim mạch. Do đó đây cũng là một cái thuốc các anh chị có thể sử dụng cho những bệnh nhân đái tháo đường lọc máu nếu mà đường huyết không cao lắm, và dùng một lần một ngày viên 5mg không cần giảm liều thì nó giúp cho các bệnh nhân đơn giản hơn trong cái chế độ điều trị. Chỉ có cái khó là đôi khi trong bảo hiểm y tế những bệnh nhân suy thận người ta không có tiền mua thêm thuốc ngoài, thì bảo hiểm y tế không có, thì các anh chị bắt buộc phải dùng insulin cho bệnh nhân. Dạ, bác sĩ Triết có thêm ý kiến gì không ạ? À, không chị. Dạ. Rồi vậy thì câu hỏi kế tiếp dành cho bác sĩ Diễm ạ. Cho em hỏi là trên bệnh nhân đái tháo đường có kèm suy gan thì có nên ưu tiên nhóm thuốc đái tháo đường nào? Suy gan mức độ nào thì không nên dùng các thuốc đái tháo đường đừng uống? À, cảm ơn câu hỏi của anh chị.
Thì suy gan thì chúng ta thấy rằng là để mà đánh giá bệnh nhân suy gan thì thứ nhất chúng ta phải xác định cái mức độ suy gan là nặng, nhẹ, trung bình hoặc là mức bù. Thêm nữa là chúng ta phải coi là lúc đó bệnh nhân ăn uống như thế nào, khả năng ăn uống cũng như là cái dung mạo đường huyết của bệnh nhân. Tại vì không phải bệnh nhân suy gan nào cũng ăn kém cũng là đường huyết nó thấp. Có một số bệnh nhân suy gan nhưng mà người ta mức độ vừa phải, người ta vẫn ăn được thì đường huyết cũng tăng khá là nhiều. Thì dựa vào những yếu tố đó là chúng ta cân nhắc lựa chọn nhóm thuốc nào. Thì nếu như những trường hợp mà suy gan tiến triển, suy gan mất bù mà đường huyết cao thì chúng ta có thuốc là thuốc insulin. Thì những cái trường hợp bắt buộc phải cho insulin thì chúng ta cũng xem xét chúng ta cho insulin cho bệnh nhân. Còn những trường hợp khác để mà có thể phối hợp với thuốc viên thì như hồi nãy anh Trí cũng nói là linagliptin là một trong những thuốc mà có thể sử dụng cho bệnh nhân suy gan. Một số cái thuốc khác trong nhóm GLP-1 thì ít có nghiên cứu cho bệnh nhân suy gan cho nên phải cân nhắc khi mà sử dụng. Ngoài ra những cái thuốc khác giống như là SO hay là nhóm thuốc metformin thì đối với những cái bệnh nhân mà suy gan là SO thì chúng ta phải coi từng loại SO nó sẽ có cái chống chỉ định. Những cái trường hợp mà suy gan tiến triển, suy gan mức độ trung bình thì hầu như không có sử dụng được SO. Thì còn metformin thì sao? Những cái trường hợp mà sử dụng metformin thì nếu như bệnh nhân có viêm gan hoặc là bệnh nhân suy gan ở mức độ nhẹ thì có thể sử dụng metformin nhưng mà với liều thấp vừa phải, là chúng ta cân nhắc chúng ta xem xét các ứng điều trị như thế nào. Dạ không biết xin anh ý kiến thêm của cô Quỳnh và anh Chiết. Dạ không anh chị. Rồi vậy thì cái câu kế tiếp là ở bệnh nhân tiền căn viêm tụy mạng đái tháo đường có độ dao động đường huyết khá lớn, thường có cơn hạ đường huyết lẫn tăng đường huyết, đặc biệt là sau ăn nếu được dùng phác đồ tiêm 2 mũi Premix một ngày. Xin cô Quỳnh có thể chia sẻ kinh nghiệm điều trị cho đối tượng này không? Thì đối với bệnh nhân viêm tụy mạng đái tháo đường hay là coi như là bệnh nhân này đái tháo đường do tụy, tức là bệnh nhân sau phẫu thuật tụy hoặc là suy tụy hoàn toàn do viêm tụy mạng, thì cái phác đồ điều trị tốt nhất cho bệnh nhân này đó là basal bolus. Tức là điều trị sẽ tương đương giống như chúng ta điều trị tốt cho bệnh nhân đái tháo đường type 1. Nếu mà bệnh nhân này mà đặc biệt trên lâm sàng đôi khi gặp những cái ca mà bệnh nhân có ca đầu tụy mà còn cắt cả dạ dày, tức là bệnh nhân có cái tình trạng ăn mà nó tăng đường huyết rất nhanh, mà nếu các anh chị dùng cái liều mà Premix mà nó có cái nhanh cao thì đôi sau đó bệnh nhân lại có tình trạng hạ đường huyết rất là sớm nữa. Cho nên trên những cái trường hợp này đôi khi các anh chị phải theo dõi sát cái đường huyết của bệnh nhân theo chế độ ăn và dùng cái phác đồ basal bolus là thích hợp nhất. Còn không thì bệnh nhân phải đo đường huyết rất nhiều lần trong ngày và mình sẽ tính cho bệnh nhân đường huyết bao nhiêu thì bệnh nhân chích như thế nào, cộng với cái lượng bệnh nhân ăn lipid như thế nào để chúng ta tính cái liều cho bệnh nhân. Chứ còn nếu mà các anh chị dùng phác đồ 2 Premix một ngày thì chắc chắn là các anh chị sẽ không kiểm soát được, giống như là chúng ta dùng cho đái tháo đường type 1 thì chúng ta sẽ kiểm soát đường huyết nó không có tích cực và không có tốt. Triết có thêm ý kiến gì không ạ? Thì thỉnh thoảng cũng có gặp những cái ca này đó các anh chị. Nếu mà thật sự đầu tiên là mình coi lại cái chế độ dinh dưỡng của bệnh nhân trước. Nếu mà sau khi chúng ta tư vấn đầy đủ chế độ dinh dưỡng đúng rồi mà cái đường huyết bệnh nhân còn dao động nhiều thì rõ ràng đây là cái tác động của cái chuyện viêm tụy, hoặc là một số trường hợp như chị Quỳnh nói mà ca tụy người ta cắt hết tụy đó, thì những trường hợp nó thật sự là cực kỳ khó kiểm soát. Chúng ta đôi khi một số trường hợp tôi phải dùng phác đồ basal bolus hoặc tôi phải dùng CGM nếu mà bệnh nhân có điều kiện, và hướng dẫn bệnh nhân coi như là bệnh nhân tự điều chỉnh giống như bệnh nhân đái tháo đường type 1 á, tức là tới một cái mức cao hơn nữa là dựa trên CGM điều chỉnh đường huyết và dựa trên cái mũi tên luôn, người ta gọi là trend arrow, để mà chỉnh đường huyết thì như vậy thì mới tối ưu được. Còn nếu không thì chúng ta chỉ chấp nhận ở một cái mức chừng mực nào đó, và trong trường hợp mà bệnh nhân không có điều kiện, chúng ta không thể làm một cách tối ưu được, thì tôi nhắc lại là mình hạn chế cái nguy cơ hạ đường huyết, đó là ưu tiên hàng đầu, và để đường huyết không tăng quá mức. Ví dụ những cái ca này nó sẽ hạ đường huyết rất nhanh và tăng đường huyết cũng rất nhanh. Có nhiều trường hợp mà các anh chị thấy là bệnh nhân hạ đường huyết thì chỉ cho uống 15 gram đường, nó lên liền 300, rất là nhanh, và có thể lên 400 luôn. Và sau đó nó tuột xuống thì tuột rất là nhanh, toàn là những cái đường dốc đứng thôi, dốc đứng lên và dốc đứng xuống thôi. Như vậy thì những cái trường hợp khó thật sự như vậy thì CGM nó sẽ giúp cho mình. Nhưng với điều kiện là bác sĩ phải có kinh nghiệm để tư vấn đầy đủ và bệnh nhân phải có kiến thức thì chúng ta mới áp dụng được. Trong trường hợp chúng ta không đạt được tối ưu đó thì chúng ta dừng ở cái mức là hạn chế tối đa nguy cơ hạ đường huyết, và không để những cái cơn tăng đường huyết quá mức, chứ chúng ta khó mà đưa về cái mục tiêu đường huyết như chúng ta mong muốn là từ 80 đến 130 vân thì nó sẽ rất khó. Dạ, cảm ơn bác sĩ Triết ạ. Thì có cái câu hỏi liên quan tới tổn thương thận cấp, thì xin mời bác sĩ Diễn chia sẻ vấn đề sử dụng insulin tác dụng trung bình trên nhóm bệnh nhân có tổn thương thận cấp. Có thể nên đổi từ 2 cử chích thành 1 cử chích trong ngày vì vấn đề giảm thanh thải thuốc không ạ?
Cảm ơn câu hỏi của quý đồng nghiệp. Thì chúng ta thấy rằng hồi nãy Trà Lâm Sàng chia sẻ là có sử dụng NPH, thì lý do sử dụng NPH là một phần, chưa cần cấp chỉ là một phần thôi. Một phần tại vì bệnh nhân có sử dụng prednisone, thì tôi cũng sử dụng buổi sáng thôi, tại vì buổi sáng bệnh nhân sử dụng prednisone liều 5mg cao hơn buổi chiều, thì với cái liều đó thì dùng buổi sáng thì có thể trung hòa được cái liều prednisone. Còn trong trường hợp, những trường hợp mà tổn thương thận cấp chung chung khác thì chúng ta cũng phải xem xét lại coi cái việc ăn uống và cái dung mạo tăng đường của bệnh nhân như thế nào. Chúng ta có nhiều lựa chọn trên nhóm bệnh nhân này, chứ không chỉ insulin tác dụng trung bình mà chúng ta còn có những cái loại nền, cũng như chúng ta có những cái analog remix. Thì chúng ta sẽ cân nhắc từ trường hợp cụ thể để mà chúng ta cho thuốc thôi. Còn cái trường hợp mà chích hai cử thành một cử thì cái câu này nó sẽ tùy thuộc vào cái dung mạo đường huyết của bệnh nhân. Nếu như các bạn thấy rằng là nếu mà chúng ta sử dụng trộn á, thì sẽ có cái loại insulin nhanh để mà giảm đường huyết sau ăn. Nếu như hai cử ăn, ba cử ăn bệnh nhân đều tăng đường huyết sau ăn hết, thì chúng ta nếu mà chỉ dùng một lần thì có thể là sẽ không đủ mà chúng ta phải dùng hai lần. Rồi còn nếu như những trường hợp mà khó khăn quá thì nhiều khi chúng ta phải sử dụng riêng, tách riêng ra từng phác đồ, giống như là phác đồ basal plus hoặc basal plus plus, thì tách ra cái mũi nhanh và cái mũi nền để mà có thể là ổn định đường huyết của bệnh nhân. Nói chung là để mà cho cái nhóm bệnh nhân tổn thương thận cấp này, chúng ta sử dụng insulin thì chúng ta thận trọng và dò liều và sử dụng một hay hai mũi, là tùy theo cái dung mạo đường huyết và đặc điểm của bệnh nhân. Dạ, xin thêm ý kiến của anh chị ạ. Bác sĩ Tiết có ý kiến thêm không ạ? Dạ không gì. Tại vì thật ra các anh chị nên nhớ rằng là trên những bệnh nhân có tổn thương thận cấp thì cái có thể là cái bài tiết insulin, rồi cái đề kháng đường huyết và cái thời gian mắc bệnh tiểu đường, cho nên cái chế độ điều trị trước khi bệnh nhân vào tổn thương thận cấp rất quan trọng. Cho nên rằng là nếu mà một bệnh nhân mà mới được chẩn đoán hoặc là dùng cái liều thuốc rất là thấp, thì đôi khi các anh chị có thể một cái liều basal đơn thuần cộng với là các anh chị điều chỉnh tốt chế độ ăn, đường huyết cũng vẫn rất là tốt. Nhưng có những người là phải chích cái phác đồ basal bolus, tức là 3 mũi trước 3 bữa ăn cộng 1 mũi basal. Thì trên những bệnh nhân này thì là vì cái liều điều trị trước đó của bệnh nhân đã rất là cao rồi, cho nên rằng là trong những trường hợp mà các bệnh nhân mà đã có suy thận cấp hoặc là có tổn thương thận thì các anh chị cần phải theo dõi đường huyết tích cực cho bệnh nhân. Và nếu bệnh nhân này có lọc thận trong tổn thương thận cấp thì đôi khi cái điều trị chúng ta cũng giống như thường, chứ chúng ta cũng không có thay đổi giống như là bệnh nhân bị suy thận. Thì đó là những cái mà trên lâm sàng đôi khi các anh chị phải theo dõi và chúng ta có cái tư vấn từ chuyên khoa thì tốt nhất, cả về chuyên khoa nội tiết và chuyên khoa thận, để chúng ta có quyết định điều trị. Chứ còn không thể có một cái cách chung chung nào dành cho những bệnh nhân đái tháo đường mà có tổn thương thận. Và hiện tại thì không có còn câu hỏi nào của các anh chị liên quan tới cái bài báo cáo Cho nên rằng là tôi cũng xin kết thúc chương trình chuyên đề ngày hôm nay. Thì chúng ta đã biết rằng là điều trị đái tháo đường thì mục tiêu chính của các bác sĩ nội tiết, nội tổng quát hoặc là tim mạch, thận, thần kinh, tất cả các bác sĩ đều có thể điều trị bệnh nhân đái tháo đường. Thì cái mục tiêu đầu tiên là chúng ta đưa đường huyết về cho thật tốt, nhưng vấn đề chúng ta kiểm soát tốt đường huyết nó cũng gây ra một cái nguy cơ là làm tăng nguy cơ hạ đường huyết nếu chúng ta không quan tâm đúng đắn đến cái mức độ hạ đường huyết trong điều trị đái tháo đường tiếp 2. Vì vậy qua cái phần chuyên đề này để cho các anh chị thấy rằng song song với việc chúng ta kiểm soát tốt đường huyết, chúng ta cũng phải giáo dục và phòng ngừa hạ đường huyết cho bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 bằng cách là mỗi lần khám bệnh nhân nhìn trong cái toa thuốc có những thuốc có nguy cơ làm tăng cái nguy cơ hạ đường huyết, hoặc là phải hỏi bệnh nhân về những cái triệu chứng gợi ý hạ đường huyết, hoặc là khi bệnh nhân đã khai với chúng ta rất nhiều triệu chứng tương tự như hạ đường huyết nhưng bệnh nhân không có đo đường huyết thì các bác sĩ cũng cần thận trọng và chúng ta nên chuyển những cái thuốc có nhiều nguy cơ hạ đường huyết sang cái nhóm ít hạ đường huyết hơn, hoặc các anh chị giáo dục lại ăn uống và tập thể dục hoặc lối sống cho đúng đắn trước khi chúng ta quyết định tăng liều trên những bệnh nhân mà khai với chúng ta rất nhiều cái cơn hạ đường huyết mà được ghi nhận trong cái thời gian bệnh nhân uống cái toa thuốc của chúng ta. Và qua cái phần này thì chúng ta thấy rằng là để cho chúng ta không quá lo sợ hạ đường huyết, chúng ta vẫn có thể kiểm soát tốt cái mục tiêu cho bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 bằng cách chúng ta sử dụng những cái nhóm thuốc ít nguy cơ hạ đường huyết và an toàn cho bệnh nhân trong cái tim mạch, đặc biệt là trên những cái đối tượng mà nãy giờ chúng ta đã thấy là đối tượng có nguy cơ cao hạ đường huyết. Và hy vọng rằng cái bài này sẽ giúp cho các anh chị có thêm những cái kiến thức chút ít cũng được để về cái hiểu biết trong cái phòng ngừa hạ đường huyết và giúp cho cái nguy cơ tử vong cũng như là những cái cơn hạ đường huyết nặng nhập viện của bệnh nhân chúng ta trong thời gian tới nó sẽ giảm. Xin cảm ơn sự thao dõi của tất cả các thầy cô các anh chị đã theo dõi tới giờ này và chúc mọi người sức khỏe.